Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. chương 181, đệ nhị cảnh. 1. Hơn nữa, vẽ tranh coi trọng ý cảnh, không có ý cảnh, cho dù có giống y như thật cũng là vô dụng. Tả hữu du long, tương đương với mạnh mẽ phân cách hình ảnh hoàn chỉnh thành hai phần, ý cảnh đã có vết rách. Vì lẽ đó, bức tranh này, mặc dù có kết hợp hoàn mỹ thì chỉ sợ cũng rất khó có thể đạt đến cảnh giới thứ ba. Cho dù tay trái tay phải có phối hợp tốt đến mấy cũng là phân cách hình ảnh ra, nhất định toàn bộ ý cảnh sẽ kém hơn trước không ít. Vì muốn khoe khoang bản lĩnh mà mất đi mục đích vốn là vẽ tranh, sốc nổi. Giải thích xong, nguyên ngữ đại sư lắc lắc đầu. Sau khi hết khiếp sợ, ấn tượng của hắn đối với vị trương huyền này không có chuyển biến tốt hơn mà trở nên càng tệ hơn. Ngạo mạn vô lễ, để cho bọn họ chờ đến buổi trưa mà cũng không đến, trước khi vẽ tranh còn muốn điều chỉnh trạng thái, làm lỡ hai ba canh giờ, không có khái niệm về thời gian, bây giờ lại còn khoe khoang bản lĩnh vẽ tranh, vốn đã mất đi ý nghĩa vẽ tranh, quả thực tâm tình người này quá bất ổn, sốc nổi tới cực điểm. Vẽ tranh không có tâm tư ôn hòa, chỉ muốn để cho người khác khiếp sợ, để cho người khác xem, coi như có tài nghệ cao đến đâu thì có ích lợi gì cho chứ. Khó thành đại sư một đời. Trương Tiểu huynh đệ còn trẻ, thích làm náo động cũng là huyện bình thường. Lục Trầm đại sư biết lão hữu đã phát cáu, người này có lời gì chưa bao giờ biết giấu giấu giếm giếm, thường trực tiếp nói ra, cho nên hắn cười khổ một tiếng rồi nói. Người trẻ tuổi mà, ưa thích khoe khoang bản lĩnh, đây cũng là chuyện bình thường, cũng không thể giống như những người sắp xuống mổ như bọn hắn nha. Tạo ra bức tranh tốt nhất lại làm náo động, tả hữu du long chỉ là phương pháp mà những thợ thủ công đầu đường thường dùng để sinh ra một lượng lớn tác phẩm hội họa. Nếu không thay đổi thói quen này, e rằng cả đời cũng khó mà có được thành tựu. Giọng nói của Nguyên Ngữ Đại Sư cũng không có một chút khách khí nào cái này nghe thấy hắn đánh giá như thế hai người hoàng ngữ trầm mặc không nói gì nếu bàn về vẽ tranh nhất định bọn họ không có quyền lên tiếng bằng vị lão giả trước mắt này cũng không có cách nào phản bác lục trầm đang muốn nói hai câu thì đã nghe thanh âm của bạch tốn vang lên mau nhìn đã bắt đầu kết nối rồi mọi người nhìn lại quả nhiên đã thấy hai tay nắm bút của trương huyền đã tập hợp lại một nơi hình ảnh trên giấy cũng bắt đầu kết hợp lại cái này có lẽ không kết nối được a à? liếc mắt nhìn hoàng ngữ không nhịn được nói một câu mắt thấy hai bức tranh ở hai bên sắp kết nối với nhau thế nhưng màu mực sâu cạn ở hai bên trên tờ giấy tổng thể bức tranh ý vị không hề có một chút tương đồng nào cả thậm chí màu sắc tốc độ đều không giống nhau tình huống này coi như thành công kết nối với nhau cũng sẽ là hai loại phong cách không phải là một bức tranh một nửa có độ sáng cao một nửa có độ sáng thấp cho dù có kết nối lại thì cũng là phế phẩm lẽ nào đã thất bại rốt cuộc có kết nối được hay không vốn lục trầm đại sư còn muốn nói thay trương huyền hai câu giờ phút này hắn cũng khan giọng sắc mặt khó coi ngón tay dùng sức ngay cả việc mình giật dụng mấy cái dâu hắn cũng không biết tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng dựa vào nghiên cứu về vẽ tranh của hắn hắn có thể nhìn ra hình ảnh hai bên trái phải hoàn toàn khác nhau giống như hai thế giới vậy căn bản không thể dung hợp Lẽ nào vị trương tiểu hữu này giống như nguyên huynh nói, sốc nổi quá mức thật hay sao? Trước đó, tuy rằng chỉ tiếp xúc một lần, thế nhưng người này khiêm tốn cẩn thận, nho nhã lễ độ, không giống như là người như thế a. À. Nếu như đúng là có loại tính cách này, như vậy sau này có lẽ sẽ khó có thành tựu cao hơn ở trên phương diện thư hỏa. Không kết nối được thì chính là phế phẩm. Đợi cả một buổi trưa, không nghĩ tới cuối cùng lại thành như vậy. Nguyên ngữ đại sư lắc đầu, tràn ngập vẻ thất vọng khi Lục Trầm nói về Trương Huyền, hắn vẫn ôm hy vọng rất lớn, vốn hắn tưởng rằng đây thực sự là một thiếu niên thiên tài, có thể phát dương quang đại thư họa. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy mới biết lại là hạng người sốc nổi. Rõ ràng không có bản lĩnh, cứ yên tâm vẽ tranh là được rồi. Không ngờ lại còn ra vẻ cao thủ, dùng tả hữu du long, lần này thì tốt rồi, phong cách của hai bức vẽ không giống nhau, ngay cả kết nối cũng không được, để ta xem ngươi làm sao xuống đài đây muốn ra vẻ thì đầu tiên phải có bản lĩnh này mới được bằng không chỉ có thể ra vẻ làm kẻ ngu ngốc mà thôi rất rõ ràng vị trương huyền này chính là người sau thở dài một tiếng chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn không muốn tiếp tục xem nữa không phải là không muốn xem mà là sợ nhìn thấy dáng vẻ không chịu nổi xấu hổ của đối phương khi đó hắn sẽ càng tức giận thêm cái gì không đúng chuyện này sao có thể có chuyện đó được cơ chứ vừa mắt nhắm lại thì tiếp theo bên tai đã vang lên tiếng thán phục, dường như đang nhìn thấy một số cảnh tượng khó có thể tin được. Những mày, khi lần nữa mở mắt ra thì đã lập tức nhìn thấy ba người lục trầm đại sư, hoàng ngữ, bạch tốn trợn mắt há hốc mồm nhìn chầm chầm về phía trước, vẻ mặt rất quái đản. Sao vậy, coi như không kết nối được thì cũng không đến mức kinh ngạc như thế a à? Mang theo vẻ nghi hoặc, nguyên ngữ đại sư cũng không nhìn được nhìn sang, chỉ nhìn một chút thì con người đột nhiên co rút lại, thân thể run rẩy một cái, ngây ngốc tại chỗ. Chuyện này, chuyện này, đây là tình huống gì đây? Hắn cũng choáng váng. Chỉ thấy ở ngay phía trước, nơi hai bức vẽ kết hợp với nhau, Trương Huyền nhẹ nhàng vẽ một cái, một bức tường xuất hiện, giống như một bình phong chia hai bức vẽ ra làm hai bộ phận. Trước đó luôn có cảm giác không có cách nào nối liền lại được, sau khi vách tường phân cách lại không có một chút không đúng nào, trái lại còn làm cho người ta có cảm giác như là một thế giới khác là tiểu viện này. Bạch Tốn không nhịn được hô một tiếng. Lúc này hắn đã nhìn ra, thứ tay trái trương huyền vẽ chính là sân nơi bọn họ đang đứng, trong đó có vẽ người vẽ tranh, người đang bình luận, bầu không khí hài hòa. Thế nhưng tay phải trương huyền lại vẽ một cái sân khác, trong đó màu sắc rực rỡ, chim thước bay lượn, trong đó còn có đủ loại động vật đi qua đi lại, âm thanh to rõ, làm cho người ta có một loại cảm giác huyên náo, như tới thế ngoại đào nguyên. Một bên là người, một bên là đồ vật, một bên yên tĩnh, một bên huyên náo, vốn là hai hoàn cảnh, hai loại trạng thái, ý vị không giống nhau, trước đó hai bên trái phải khó có thể kết hợp lại. Thế nhưng sau khi vách tường xuất hiện, trong nháy mắt đã hòa làm một thể, làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn mỹ. Bút tích như thần, tuyệt đối là bút tích như thần. Lục Trầm đại sư liên tục run rẩy nói. Trước đó hắn cũng có suy nghĩ như Nguyên Ngữ đại sư, cũng cảm thấy nhất định bức tranh này của Trương Huyền đã bị phế. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, rõ ràng là hai cảnh tượng ý vị không giống nhau. Thế nhưng dưới một bức tường lại trở nên hài hòa không gì sánh được, động tính có độ, làm cho người ta có cảm giác về một kiểu vẻ đẹp và hưởng thụ khác. Chương 182, đệ nhị cảnh, 2. Trong tính có động, trong động có tính. Có thể nói, bức tường này tuyệt đối là bút tích của thần. Cách nhau một bức tường, chỉ xích thiên nhai, chất lượng chỉnh thể của bức tranh lập tức tăng lên không chỉ một đoạn dài lợi hại nguyên ngữ đại sư cũng nín nhịn nửa ngày mới phun ra hai chữ rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới bức tường này nếu như ý cảnh hai bên tường đều giống nhau như vậy sẽ biến thành nét bút hỏng bêu xấu rồi vẽ xong bức tường tác phẩm hoàn chỉnh cũng đã hoàn thành trương huyền thả bút lông xuống nhẹ nhàng nở nụ cười nói kính xin mấy vị tới giám định hắn mới vừa học vẽ tranh xong cũng không biết vẽ cái gì cho nên mới vẽ đỉnh viện mà mọi người đang đứng và đỉnh viện bên cạnh. Để ta tới xem một chút. Lục Trầm đại sư đi tới, cúi đầu nhìn về phía hình ảnh trước mắt. Mấy người Hoàng Ngữ, Bạch Tốn cũng theo sát đi tới trước mặt bức tranh. Trước đó bọn họ ở xa cho nên không nhìn thấy rõ lắm, vì lẽ đó lúc vừa bắt đầu bọn họ không nhìn ra Trương Huyền vẽ nơi này, lúc này nhìn ở khoảng cách gần một chút, tất cả đều không khỏi thán phục. Cảnh vật đình viện đều giống y như thật, trông rất sống động, mỗi thứ đều giống như sống lại vậy, dưới bút vẽ của hắn nổi lên trên mặt giấy, cực kỳ đẹp đẽ. Thật là đẹp, không nhịn được tán dương một câu, đôi mắt xinh đẹp của hoàng ngữ tức thì tỏa sáng. Tuy rằng tay trái tay phải đồng thời vẽ tranh, nhưng lại không thể soi mói chi tiết, ngay cả người và bàn cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, hình ảnh hiện lên ở trước mặt mọi người. Giống như in ở trước mắt, khiến cho chỉnh thể bức tranh trở nên cực kỳ đẹp đẽ đáng tiếc nhìn một lát nguyên ngữ đại sư không nhịn được lắc đầu ngay cả lục trầm đại sư ở bên cạnh cũng cố vẻ tiếc hận bức tranh này rất đẹp nha còn có cái gì không đúng nữa chứ không biết bọn họ thở dài cái gì bạch tốn không nhịn được mở miệng nói nói thật hắn không nhìn ra rốt cuộc bức tranh này có vấn đề gì hắn cảm giác so với hai bức tranh trước đó cũng không kém bao nhiêu bức tranh này vẽ không chê vào đâu được không có một chút sai lầm nào màu sắc, độ phối hợp, tất cả đều là tác phẩm tốt nhất, chỉ là giống như ta nói trước đó vậy, dung hợp xung quanh quá chú trọng tới chi tiết, trái lại lại thiếu đi ý cảnh, mà không có ý cảnh, nhiều nhất chỉ đạt đến cảnh giới thứ hai là linh động, cách ý tồn còn có một đoạn chênh lệch rất lớn. Lục Trầm đại sư lắc lắc đầu, thư họa chia ra làm bốn cảnh giới, lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng. Trước đó hai vị đại sư nguyên ngữ. Lục Trầm đều vẽ ra bức tranh đạt tới cảnh giới thứ ba, ẩn chứa ý cảnh, vừa nhìn qua đã làm cho tâm thần người ta có cảm giác thoải mái. Bức này của Trương Huyền, tuy rằng bút lông nhẵn nhụi, bất kể là kết cấu hay là bố cục đều không có vấn đề gì cả, thế nhưng đáng tiếc. Lại thiếu mất cái cảm giác này. Nếu như không có ý cảnh, nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới thứ hai linh độn, cũng không tính là chân phẩm gì cả. Đáng tiếc, chỉ là Trương Tiểu Huynh Đệ còn rất trẻ, chờ đến khi hắn bằng tuổi chúng ta là có thể tùy tiện vẽ ra tác phẩm hội họa đạt tới tam cảnh, thậm chí là tứ cảnh. Lục trầm đại sư an ủi. Tuy rằng không đạt đến cảnh giới thứ ba, thế nhưng hắn vẫn tương đối khiếp sợ. Trung quy trương huyền vân không tới 20 tuổi, bằng vào tuổi này đã có kỹ xảo vẽ cao thâm như vậy, cho dù là hắn cũng phải tán dương không ngớt. Cũng coi như có chút chân tài thực học. Nguyên ngữ đại sư cũng gật gù, ánh mắt nhìn về phía trương huyền, trong giọng nói mang theo vẻ dạy bảo. Chỉ là, người trẻ tuổi vẫn nên điệu thấp thì tốt hơn. Trải qua một loạt chuyện, tuy rằng ấn tượng đối với Trương Huyền chênh lệch một chút. Thế nhưng bức tranh này quả thật không tệ, ngoại trừ không có ý cảnh ra, hắn cũng không soi mói ra bất kỳ chỗ kém cỏi nào. Xem ra tên này cũng không phải là một tên lừa đảo, thật sự có chút bản lĩnh. Chỉ là, bằng vào chút bản lĩnh này mà đã cậy tài khinh người như vậy, khiến cho bọn họ đợi lâu như vậy cho nên ở sâu trong lòng hắn vẫn còn có chút không cao hứng. Điệu thấp, nghe thấy trong lời nói của đối phương có ẩn ý khác, Trương Huyền biết có lẽ mình đã kéo dài thời gian quá lâu cho nên đã làm đối phương tức giận. Hắn lúng túng nở nụ cười. Đúng, đúng, là ta làm lỡ thời gian quá lâu, hết sức xin lỗi. Như vậy còn tạm được. Thấy thái độ của hắn rất tốt, lúc này nguyên ngữ đại sư mới thỏa mãn gật gù. Hiện giờ ngươi có cơ sở không tồi, sau này nên cố gắng bồi dưỡng, cố gắng đi du lịch. Như vậy muốn vẽ ra tác phẩm hội họa cảnh giới thứ ba cũng là chuyện ngay trong tầm tay, tuyệt đối không nên bởi vì sự ngông cuồng của mình mà lãng phí thiên phú. Đúng vậy, muốn làm ra tác phẩm hội họa có ý cảnh, đầu tiên phải quan sát nhiều hơn, có nhận thức càng sâu đối với thế giới, đối với xung quanh. Lục trầm đại sư cũng ân cần dạy dỗ. Thụ giáo, Trương Huyền biết đối phương có ý tốt, hắn không nhịn được gật gù, được rồi chúng ta đều đã vẽ xong hai người các ngươi bắt đầu dám thưởng đi thấy hắn khiêm tốn tiếp nhận lục trầm không nói thêm gì nữa hắn đang muốn để cho hai người hoàng ngữ tiếp tục sát hạch thì lại thanh âm kinh ngạc của bạch tốn lần nữa vang lên không đúng người và chim muông trong bức tranh này của trương đại sư làm sao đều không có mắt vậy chứ trước đó tất cả mọi người chỉ nhìn bố cục và kết cấu của bức tranh cũng không chú ý tới những chi tiết này giờ khác này vừa nhìn vào quả nhiên đã phát hiện ra người và chim muông trên bức tranh còn chưa được vẽ mắt. chương 183, vẽ tiếp một bộ khác là được. một Không có mắt. Là quên vẽ, hay là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Bất kể là người hay là động vật, thứ sinh động nhất chính là con mắt, không vẽ mắt đã nói rõ tác phẩm hội họa này còn chưa hoàn thành. Còn chưa hoàn thành mà đã là nhị cảnh đỉnh phong. Trương Tiểu Huynh Đệ, ngươi, không nhịn được nhìn sang bên cạnh mình lục trầm nghi hoặc nói vậy ta sẽ vẽ vẽ nốt trương huyền cười cười lại lần nữa lấy ra bút vẽ cả hai tay vung vẩy rất nhanh đã bù đắp chỗ bị thiếu hụt ong những con mắt này vừa xuất hiện toàn bộ bức tranh chấn động một chút lập tức khiến cho mọi người có cảm giác khác thường người và động vật trong đó trong nháy mắt như sống lại vậy giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng từ trong giấy ra chuyện này Nhìn thấy hình ảnh đột nhiên xuất hiện biến hóa, hai vị đại sư nguyên ngữ, Lục Trầm đồng thời chấn động, hai mắt lập tức trợn trừng tròn xoe, vẻ mặt không thể tin được. Chiêm Chiếp, còn chưa kịp nói chuyện thì trên bầu trời đã vang lên tiếng chim tước kêu to. Lúc này có một đám chim hưng phấn bay tới bức tranh, quấn quýt không rời. Kinh Hồng, đây chẳng lẽ chính là cảnh giới thứ tư Kinh Hồng? Có chút ngây ngốc nhìn hình ảnh trước mắt, Bạch Tốn không nhịn được nói một câu vừa nãy lục trầm đại sư đã tỉ mỉ giới thiệu vẽ tranh có bốn cảnh giới chim đến một lúc lâu vẫn không rời đi rất hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới thứ tư kinh hồng rồi chỉ là không phải hai vị đại sư đã nói tác phẩm này nhiều nhất chỉ có cảnh giới thứ hai hay sao làm sao một lần biến đổi lại thành cảnh giới thứ tư vậy lẽ nào là do những con mắt kia cũng che miệng lại thân thể mềm mại của hoàng ngữ run rẩy cảnh giới thứ tư tác phẩm của thần, nàng không ngờ mình lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Đây tuyệt đối là chuyện mà trước đây nàng không nghĩ tới. Ông, chỉ là, sự khiếp sợ của bọn họ còn không kết thúc, chim thước trên bức tranh khẽ lay động, không ngờ lại có thể từ bên trong bức tranh vẽ bay lên, xoay quanh vài vòng mấy con chim thước khác, lúc này mới biến mất ở trong không khí. Nhân vật ở trong đó cũng như từ bên trong bức vẽ đi ra giống vậy, khẽ mỉm cười đối với mọi người, cúi đầu chắp tay rồi chậm rãi tiêu tan chuyện này đây không phải là cảnh giới thứ tư thấy cảnh này miệng lục trầm đại sư há hốc như vừa nhét vào đó một quả trứng gà há hốc nửa ngày lúc này hắn mới nói lên lời mà là cảnh giới thứ năm hóa linh hóa linh hoàng ngữ bạch tốn có chút nghi hoặc nhìn sang không phải thư họa chỉ có tứ cảnh hay sao tại sao lại xuất hiện cảnh giới thứ năm cơ chứ chuyện gì thế này bọn họ đều có chút mơ hò lục thực linh động, ý tồn, kinh hồng, là các cảnh giới thư họa mà chúng ta truyền thụ truyền lưu ra rộng rãi nhất, trên thực tế bên trên còn có một cảnh giới khác. Đó là hóa linh, tác phẩm hội họa đạt đến loại cảnh giới này, đại sư thư họa truyền vào đó tinh, khí, thần. Cho nên có thể chủ động hấp thu linh khí, khiến cho bức tranh như có sinh mệnh, sống dậy, chẳng khác nào có linh hồn. Bờ môi nguyên ngữ đại sư run rẩy Vốn ta còn tưởng rằng cảnh giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới ta lại được tận mắt nhìn thấy. Nói đến đây, nguyên đại sư luôn luôn trầm ổn cũng không khống chế được thân thể mà phải run rẩy. Nói thật, hắn cũng phát điên rồi. Vừa rồi hắn còn ra vẻ chỉ trích đối phương, nói đối phương quá sốc nổi, nếu lắng động mấy năm có lẽ có thể vẽ ra tác phẩm có ý cảnh, kết quả. Người ta trực tiếp vẽ ra tác phẩm của thần, cảnh giới thứ năm. Loại thư hỏa cấp bậc này, coi như trong thiên huyền vương quốc thành lập không biết bao nhiêu năm cũng không xuất hiện được mấy bức. Mặc hiên đồ mà hai người hoàng ngữ một lòng muốn có được cũng chỉ là cảnh giới thứ tư đỉnh phong mà thôi, cách ngũ cảnh vẫn còn có một khoảng cách rất lớn. Có thể vẽ ra tứ cảnh sẽ được người ta gọi là đại sư thư họa, mà có thể vẽ ra ngũ cảnh, hoàn toàn có thể được gọi là tông sư. Không ngờ hắn lại nói một vị tông sư thư họa là sốc nổi, không hiểu lễ nghi, không có quan niệm về thời gian. Trời à! có phải hắn đã điên rồi hay không? Nguyên ngữ đại sư cảm giác khuôn mặt của mình rất nóng rát, nếu như trong đình viện có một cái khe nứt nào đó thì tuyệt đối hắn sẽ lập tức chui vào. Lần này thực sự mất mặt quá lớn. Nói thật, loại người có thể vẽ ra tác phẩm cấp bậc này, đừng nói là để bọn hắn chờ một hai canh giờ, coi như chờ thêm ba ngày thì bọn hắn cũng vui vẻ chờ đợi, không dám phí lời. Cái, cái gì, ngũ cảnh, còn có cảnh giới thứ năm hay sao? Giờ hai người hoàng nữ, Bạch Tốn mới hiểu được, cả hai đồng loạt nhìn về phía vị trương lão sư trước mắt này. Lục Trầm là thế ngoại cao nhân, không thèm để ý tới chuyện phàm tục, hắn chỉ biết trương huyền là lão sư, những chuyện khác cũng không rõ ràng. Mà nguyên nữ đại sư cũng là mới quen trương huyền, không có biết rõ. Thế nhưng hai người bọn họ đã từng đi qua hồng thiên học viện, cho nên cũng biết rất nhiều về vị trương lão sư này. Trong truyền thuyết là một tên rác rưởi là người luôn đội sổ trong sát hạch giữa các lão sư với nhau, các học sinh nhao nhao rời đi. Mà sự thực lại là người còn chưa tới 20 đã nắm giữ thực lực ích huyệt cảnh đỉnh phong, năng lực tông sư thư hỏa. Ai trong các ngươi đã từng thấy rác rưởi lợi hại như thế hay chưa? Nếu như hắn là rác rưởi, như vậy chúng ta sẽ là cái gì? Cực phẩm trong phế vật hay sao? Đại ca, rốt cuộc ngươi học thế nào vậy? Có cần nghịch thiên như thế hay không? Quan trọng nhất chính là, đã lợi hại như vậy rồi, cần gì phải ra vẻ cái gì cũng không biết, vẽ linh tinh như thế chứ. Lại còn đi xem một chút ghi chép tới tận hai canh giờ. Tới loại trình độ loại này, còn xem thư tịch, còn phải điều chỉnh trạng thái sao, cứ tùy tiện vẽ, chỉ ít cũng là tứ cảnh A. Trương Đại Sư, Trương Gia Gia, bức tranh này của ngươi, có thể cho ta được không? Chỉ cần ngươi đưa cho ta, muốn ta làm gì cũng được. Trong lúc mọi người ở đây đang chìm đắm bên trong cảm giác không thể tin được, còn không kịp phản ứng lại thì Bạch Tốn lại đột nhiên dùng ánh mắt tha thiết nhìn về phía Trương Huyền, tràn ngập vẻ chờ mong. chương 184, vẽ tiếp một bộ khác là được. hai Cho người sao? Trương Huyền sướng sờ. Đúng vậy, người xem ta luôn luôn tôn kính có thừa đối với ngươi chuyện gì cũng không dám vi phạm. Ngươi cho ta đi. Bạch Tốn vội nói. Bạch Tốn, ngươi làm gì vậy? Bức tranh này là thứ mà Trương Đại Sư vừa mới hoàn thành, mang theo tình cảm của hắn, làm sao có khả năng tùy ý tặng cho người khác được chứ? Người nên tỉnh lại đi. Thấy cái tên này vô sỉ như vậy, đôi mi thanh tú của Hoàng Nữ nhíu lại, miệng quát lớn một tiếng, tiếp theo cũng nhìn về phía Trương Huyền. Trương Đại Sư, chúng ta gặp nhau đầu tiên, ta cũng không nói người đưa cho ta, không bằng. Bán cho ta đi, cứ ra một cái giá, chỉ cần ta có thể thanh toán nổi, nhất định ta sẽ không nói hai lời. Ngươi, vốn tưởng rằng hoàng ngữ quát bản thân mình là bởi vì yêu cầu của mình không được thật, hóa ra cũng có ý đồ này, bạch tốn không khỏi im lặng một phen. Không nghĩ tới vị danh sư học đồ xinh đẹp này cũng gian trá như thế, không biết xấu hổ như vậy. Hắn hừ một tiếng, cắn răng một cái rồi lại tiếp tục qua. Trương ra ra, chỉ cần ngươi bán vật này cho ta, bao nhiêu tiền cũng được. Số tiền mà ta đưa ra tuyệt đối sẽ nhiều hơn so với nàng. Bạch tốn, Ngươi nói cái gì vậy? Không phải ngươi muốn mặc hiên đồ của lục trầm đại sư sao? Ta không tranh cùng ngươi nữa. Ta chỉ cần bộ này, như vậy được chưa? Hoàng ngữ cắn răng, nói. Ta cũng không cần mặc hiên đồ, ngươi đừng tranh với ta nữa có được không? Bạch tốn không nhường một chút nào. Im lặng. Trước đó hai người này tranh mặc hiên đồ, tranh chấp tới mức chết đi sống lại, hận không thể ra tay đánh nhau. Hôm nay tỉ thí là vì muốn xác định ai có tư cách đạt được lần này thì tốt rồi tác phẩm hội họa của trương huyền vừa ra lò thì hai người này lại không muốn mặc hiên đồ coi nó như đồ bỏ đi con em ngươi a à, có thể có một chút nguyên tắc hay không chứ có cần có mới nới cũng như vậy không ngươi bạch tốn người cố ý muốn đối nghịch với ta hay sao hoàng ngữ cắn răng nói là ngươi đối nghịch với ta người muốn có bức tranh này trước là ta là ta nói trước bạch tốn nói đủ rồi thấy hai người vẫn lại nhảy cãi vã như cũ, lục trầm đại sư sầm mặt lại, vung tay áo một cái. Nghe thấy hắn nói như thế, quả nhiên hai người không dám phí lời nữa. Lục trầm là đế sư nổi tiếng, đối với bọn họ cũng là trưởng bối, trưởng bối nổi giận, nếu cãi vã nữa không phải là muốn chết hay sao. Coi như là tông sư thư họa, muốn vẽ ra tác phẩm cảnh giới thứ năm cũng phải tiêu hao không ít tinh, khí, thần. Cả đời không có mấy bức tranh truyền thế, bức tranh này là thứ do Trương Huyền Tiểu Hữu khổ cực làm ra, bản thân hắn giữ lại hay là cho các ngươi đê dều do hắn quyết định. Các ngươi đứng đây cãi vã, còn ra thể thống gì nữa? Hai tay vẫy một cái, lục trầm đại sư khí phách như núi. Hắn nói không sai, mặc dù là tông sư thư họa, muốn làm ra tác phẩm hội họa cảnh giới thứ năm cũng rất khó. Trung quy đều liên quan tới tâm cảnh, trạng thái và rất nhiều nhân tố khác, không có khả năng nhiều lần như một. Chính vì như thế, cho dù là tông sư hỏa đạo mặc trần tử trăm năm trước, tên tuổi nổi như cồn, khiến cho vô số đại sư thư hỏa trong vương quốc đều phải đến bái phỏng cũng không để lại được mấy tác phẩm cảnh giới thứ năm. Coi như là mặc hiên đồ mà lục trầm cất giấu rất lâu cũng chỉ là tứ cảnh đỉnh phong mà thôi. Vì lẽ đó, mỗi một tác phẩm ngũ cảnh đều quý giá không gì sánh được, ẩn chứa tất cả tâm huyết của tác giả, làm sao có khả năng nói tặng người là tặng. Nói bán là bán cơ chứ. Loại đồ vật cấp bậc này, nếu thực sự dễ mua như thế, lục trầm hắn có vô số của cải, làm sao có khả năng ngay cả một bộ cũng không có. Thứ tâm huyết của người khác không thể bán ra, các người lại đứng đây cãi vả, giống như nhất định phải có, làm như vậy không phải là khiến cho hắn không có cách nào xuống đài được hay sao? Là chúng ta lỗ máng. Lục Đại Sư, Trương Đại Sư, ta sai rồi. Nghe thấy tiếng quát lớn, hoàng ngữ, bạch tốn cũng phản ứng lại, vẻ mặt lúng túng người ta còn chưa nói bán mà bọn họ đã dùm beng đến chết đi sống lại thực sự là mất mặt trương huyền tiểu hữu là bọn họ không hiểu chuyện hy vọng tiểu hữu không nên trách tội quát hai người xong lục trầm đại sư nhìn về phía trương huyền đang đứng trước mắt vẻ mặt tràn ngập áy náy nói xong lại thấy đối phương không những không có một chút tức giận nào hai mắt còn tỏa sáng nhìn về phía mình trong lúc hắn đang kỳ quái thì đã nghe thấy tiếng nói của hắn vang lên lục đại sư bức tranh của ta này, thật sự có người mua, thật có thể bán lấy tiền hay sao? Khục khục, thấy bộ dáng này của hắn, lục đại sư suýt chút nữa đã sặc nước bọt mà chết, nếu như loại tác phẩm hội họa này mà cũng không bán được tiền. Như vậy chẳng phải thứ mà hắn vẽ không bán được tiền hay sao? Hắn im lặng, không nói gì mà gật gật đầu. Bức tranh này của ngươi đã đạt đến cảnh giới thứ năm nếu như bán ra, ít nhất cũng phải đạt tới trên 200 vạn kim tệ trở lên, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. 200 vạn kim tệ, quá tốt rồi. Sắc mặt Trương Huyền vui vẻ, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Tốn, nói. Bạch Tiểu Vương ra, nếu như ngươi thực sự muốn thì ta sẽ bán cho ngươi bức tranh này, 200 vạn. Sao? Không nghĩ tới lại có bước chuyển như thế, Bạch Tốn sợ hết hồn. Trương Đại Sư, bán cho ta. Hoàng ngữ sốt ruột hô lớn. Không cần phải vội, ngươi cũng muốn muốn thì ta lại vẽ cho ngươi một bức là được, cũng không phải là chuyện lớn gì cả. Trương Huyền khoát tay áo một cái. Lục Trầm, Nguyên Ngữ đồng thời run rẩy, dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn sang, suýt chút nữa đã ngất tại chỗ. Lại vẽ một bức nữa, cũng không phải là chuyện lớn gì. Đại ca, coi như ngươi là tông sư thư họa, thế nhưng đây là tác phẩm hội họa cảnh giới thứ năm. Lại vẽ một bức nữa, không ngờ lại giống như cải trắng bán trong chợ vậy không phải ngươi đang đùa giỡn đó chứ. Tác phẩm hội họa lợi hại như thế, nếu như thực sự có thể dễ dàng vẽ ra như vậy, cũng không đến mức tác phẩm ngũ cảnh ít ỏi như thế. Trong toàn bộ thiên huyền vương quốc cũng không có lấy một bức. chương 185, nhiệt xúc này, một. Sao vậy, không muốn. Thấy chung quanh yên lặng như tờ, trương huyền nhìn qua rồi hỏi. Không phải. Hoàng ngữ vội vã xua tay. Không phải là tốt rồi, ta sẽ vẽ ngay bây giờ. Trương Huyền cũng không phí lời, tay lấy ra một tờ giấy trắng, hai tay cầm bút, vẩy mực múa bút, không bao lâu sau, một bộ hình ảnh đã lần nữa xuất hiện. Lần này không còn là đình viện, mà là một bãi cỏ, bên trên có một con hươu đang đứng, đang cảnh giác ăn cỏ, xung quanh tràn ngập hoa dại, hình ảnh vừa thành dẫn tới vô số ong mật vần quanh, tiếp theo con hươu kia như là sống lại, từ trong hình nhảy ra rồi từ từ tiêu tan trên không trung lại là một bức tranh đạt tới cảnh giới thứ năm chuyện này đám người nguyên ngữ đại sư nhìn vậy không khỏi choáng váng người khác vẽ tác phẩm cảnh giới thứ năm cho dù là tông sư thì cũng thiếu chết thiếu sống dốc hết tâm huyết vẽ một bức tranh cũng tốn nửa cái mạng mà tên này thì tốt rồi vẽ một bức giống như không có việc gì vậy lại vẽ tiếp một bức có cần phải biến thái như thế hay không có cần lớn lối như vậy hay không là thế giới thay đổi hay là hắn ta quá mạnh mẽ, tác phẩm hội họa ngũ cảnh trở nên đơn giản như ăn cơm uống nước vậy chứ? Hai người các ngươi có muốn hay không? Cũng 200 vạn một bức. Đang ngẩn người thì đã thấy vị tông sư này dùng vẻ mặt chờ mong nhìn qua, hai mắt tỏa sáng. Đối với hắn, ngũ cảnh, tứ cảnh chỉ tốn thêm chút công phu mà thôi, vừa vặn hắn đang thiếu tiền, nếu vẽ vời có thể bán lấy tiền, so với đi giả vờ còn dễ dàng hơn rất nhiều. Một khi không giả vờ được, rất có thể sẽ bị người khác đánh chết. Chúng ta có thể mua được không? Nguyên ngữ lục trầm nuốt nước bọt. Chỉ cần trả tiền là được, không sao cả. Trương Huyền nói. Thân thể hai người lảo đảo một cái. Đây chính là thư họa ngũ cảnh, trong toàn bộ vương thành cũng không ra được. Không ngờ người này lại vì ít tiền mà tùy tiện vẽ, tùy tiện bán. Phốc, ai nói tông sư thư họa đều là người trí gửi cao xa, xen trong bùn mà không nhiễm bùn coi tiền tài như cặn bã chứ. Người đi ra, nhìn xong xem ta có đánh chết ngươi hay không. Không lâu sau, Trương Huyền lại vẽ ra hai bức, tất cả đều là tác phẩm cảnh giới thứ năm, làm cho hai vị đại sư kích động tới mức nước mắt tràn mi. Tác phẩm hội họa quý giá quý giá như vậy, không ngờ lại có thể mua được. Hơn nữa mỗi người còn có một phần. Đổi lại là trước đây, đây chính là chuyện mà bọn họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hai người hoàng ngữ không cần mặc hiên đồ nữa cho nên sát hạch cũng không còn ý nghĩa, lại nói, động tính trương huyền huyên náo thực sự quá lớn, khiến cho hai vị đại sư cũng mất đi hứng thú tiếp tục sát hạch. Trương đại sư, 200 vạn kim tệ, ta sẽ chuẩn bị, dùng thời gian nhanh nhất đưa tới cho ngươi. Ngày mai ta sẽ đưa đến học viện cho ngươi. Gia tài của nguyên ngữ, lục trầm phong phú, tiện tay là có thể giao 200 vạn. Mà hoàng ngữ, bạch tốn lại không có nhiều tiền mặt như vậy chỉ là dựa vào thân phận của bọn họ, chỉ 200 vạn mà thôi, còn không đến mức phải quyết nợ. Nhìn 400 vạn kim phiếu tới tay, vẻ mặt Trương Huyền tươi cười như hoa. Vốn hắn tưởng rằng hôm nay tới đây là trả ân tình, thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vẫn kiếm lời được nhiều như vậy. Nếu như cộng thêm hai người hoàng nữ, bạch tốn, chuyến đi này đã kiếm lời 800 vạn kim tệ A. À. Chữa khỏi cho thê tử của Lăng Thiên Vũ, đối phương cho hắn 100 vạn, Đỗ Mạc Hiên, Vương Sùng, Trần Tiêu Đan Sư, La Trùng. Cộng lại là 300 vạn, gộp của cải trong tay hắn lại cũng đã đạt đến hơn 2.000 vạn. Cách 2,300 vạn mà hắn phải thu thập cũng không kém quá nhiều nữa. Quá tốt rồi. Siết chặt nắm tay, hai mắt Trương Huyền tỏa sáng. Vốn tưởng rằng hơn 2.000 vạn, hắn muốn kiếm đủ, không có 10 năm 8 năm cũng không thể. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải là khó khăn như vậy. Nếu như để cho người khác nghe thấy hắn nghĩ như thế, tuyệt đối sẽ phun máu lên trên mặt hắn. Em gái nhà ngươi, trâu bò như thế, làm sao ngươi không chết đi đi? Trương Huyền tiểu hữu, ta bất cần gọi ngươi một tiếng lão đệ, đêm nay rất có thể Trầm Truy Bệ Hạ sẽ trở về, ta đã phái người đi tới nói qua với Bệ Hạ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai là có thể dẫn ngươi đi tới tàng thư khố của vương quốc quan sát. Cẩn thận từng ly từng tí một thu lại tác phẩm hội họa, Lục Trầm nói ngày mai sao được trương huyền vội vàng gật đầu lần đầu tiên hắn tới lục phủ chính là vì muốn tìm thư tịch để xem nếu như có thể đi tới tàng thư khố của vương quốc nhất định có thể hình thành tầng thứ sáu thiên đạo công pháp hoàn chỉnh thậm chí ngay cả công pháp thất trọng cũng có thể hình thành được võ giả thất trọng thông huyền cảnh huyệt đạo liên thông chân khí xuyên qua toàn thân khí thức huyền ảo sức chiến đấu tăng lên không chỉ mấy lần nếu như có thực lực như vậy coi như rời khỏi học viện thì cũng có thể như rồng vào biển rộng, chim ưng lượn trên trời, tự do ngao du. Hoàng ngữ, bạch tốn không sát hạch nữa. Đám người nguyên ngữ, lục trầm đạt được tác phẩm hội họa ngũ cảnh, mỗi người đều hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, trương huyền cũng không cần thiết phải ở lại cho nên hắn phất tay cáo tử với mọi người. Lúc hắn rời khỏi lục phủ thì trời đã tối đen. Buổi trưa đến đây, lần này dần vặt dòng dã nửa ngày. Chỉ là, cũng đáng, trong thiên đạo thư viện hình thành bí tịch thiên đạo thư hỏa khiến cho hắn vốn ngay cả một chữ đối với thư hỏa cũng không biết đã trở thành đại sư thư hỏa không kém gì lục trầm tuy rằng nghề nghiệp này chỉ xếp hạng trong cửu lưu không tính là cao minh thế nhưng cũng có thân phận cao hơn đặc biệt là ở nơi chú trọng văn phong như là thiên huyền vương quốc nếu có thể vẽ ra tác phẩm hội họa lợi hại như vậy sẽ rất dễ làm cho người ta tôn kính đương nhiên đối với trương huyền kiếm tiền mới là quan trọng nhất vốn hắn ở trong đình viện tầm thường, không ai lui tới. Thế nhưng sau khi đi ra ngoài một chuyến lại kiếm lời 800 vạn, xem như đã có thu hoạch cực lớn. Trở lại phủ đệ, Tôn Cường tiến lên đón hắn. Ngày hôm nay có người nào tới đây không? Trương Huyền hỏi. Hồi bẩm lão ra, sau đi ngài đi không có ai tới bái phỏng. Được rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 186, nhiệt xúc này 2. Trương Huyền gật đầu. Xem ra phí bái phỏng 300 vạn kia cũng đã làm cho không ít người khiếp sợ, như vậy cũng tốt, cũng làm bớt đi cho hắn không ít phiền phức, tiền cũng đã được thu thập gần đủ rồi, không cần phải sốt ruột như trước nữa. Trở về phòng, Trương Huyền cũng không tiếp tục tu luyện, tuy rằng có bí tịch Thiên Đạo thư họa làm cơ sở. Thế nhưng liên tục vẽ ra bốn bức tác phẩm hội họa ngũ cảnh vẫn khiến toàn thân hắn uể oải. Sau khi nằm xuống không lâu đã ngủ thiếp đi. Lục Phủ Trương Huyền cáo từ rời đi, thế nhưng mấy người Nguyên Ngữ đại sư, Hoàng Ngữ vẫn còn ở nơi này, còn chưa rời đi. Nếu hôm nay lại đi bái phỏng Dương Huyền danh sư, nhất định sẽ không kịp. Nhìn sắc trời bên ngoài một chút, Lục Trầm nói. Sắc trời đã tối, nếu lại đi bái phỏng sẽ làm cho người ta có cảm giác mình không tôn trọng, đổi lại là những người khác, lúc này tới cũng được. Thế nhưng đối phương là danh sư, coi như thân phận của bọn họ không thấp thì cũng không dám lỗ mãng ngày mai đi cũng không muộn nguyên ngữ đại sư gật đầu lục trầm đáp một tiếng lại nhìn tác phẩm hội họa mà trương huyền để lại ở cách đó không xa đến hiện tại hắn vẫn còn có chút không dám tin tưởng vốn ta tưởng rằng vị trương lão đệ này chỉ là một người trẻ tuổi yêu thích thư họa hơn nữa còn có chút thiên phú ta còn muốn thử thách một lần thu hắn làm đệ tử thế nhưng ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương lại là một tông sư thư họa nói đến đây hắn cười khổ lắc lắc đầu Hắn định thu một tông sư thư họa làm đệ tử, một khi tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Tông sư thư hỏa tuổi trẻ như thế, trường lão đệ này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Nguyên ngữ đại sư không nhịn được nói. Thư họa so với tu vi còn khó tiến bộ hơn, nếu như Trương Huyền là lão nhân 70, 80 tuổi, có thể vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh. Như vậy, tuy rằng hắn khiếp sợ, thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng đối phương ngay cả 20 cũng chưa tới mà đã có thể làm ra, chuyện này không thể không khiến cho người ta trầm tư. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, quả thực thiên phú của hắn rất cao, cao đến mức khiến cho người ta ngước nhìn. Thứ hai, sau lưng của hắn có một vị danh sư chỉ điểm. Mà trong hai loại khả năng, đối với nguyên ngữ, hắn lại có khuynh hướng nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Cụ thể ta cũng không biết, hoàng ngữ, bạch tốn, hai người các ngươi đã từng đi qua hồng thiên học viện có lẽ các ngươi phải biết nhiều hơn một chút về trương lão đệ chứ không bằng nói cho chúng ta nghe một chút lục trầm nhìn về phía hai người trước mắt ta biết một ít thế nhưng e rằng nói ra các ngươi sẽ không tin hơn nữa có khả năng ngươi còn tức giận vẻ mặt hoàng ngữ có chút lúng túng tức giận ta sao phải tức giận cơ chứ ngươi cứ nói là được rồi lục trầm đại sư kỳ quái nói một câu coi như Trương Huyền làm lão sư ở trong Hồng Thiên học viện thì cũng không có cái gì không thể tin, lại còn có thể làm cho hắn tức giận. Thiên tài trẻ tuổi, lại tinh thông thư họa như thế, nhất định rất được hoan nghênh, được người ta tung hô. Vậy ta sẽ nói, vị Trương Huyền lão sư này ở trong Hồng Thiên học viện là lão sư rác rưởi nổi tiếng, bị người ta nhục mạ. Hoàng ngữ nói qua tình huống của Trương Huyền trước đó một lần. Sát hạch lão sư được không điểm dạy dỗ học sinh tẩu hỏa nhập ma. Chuyện này, làm sao có khả năng cơ chứ? Mắt của hai người nguyên ngữ, lục trầm trợn tròn, choáng váng, không thể tin được. Người đang đùa sao, một vị tông sư có thể vẽ ra thư hỏa ngũ cảnh. Là rác rưởi. Làm sao lại nghe mơ hồ như vậy cơ chứ? Có lẽ là phòng giáo dục cố ý nhầm vào hắn. Tiếp đó hoàng nữ lại đem chuyện mà nàng nhìn thấy lúc học tâm khảo vấn nói qua một lần, Đáng ghét, thượng thần này trước đây ta đã từng gặp qua một lần, ta còn tưởng rằng là một người công bằng không thiên vị, không nghĩ tới lại đê tiện như vậy. Tiểu ngữ, không phải ngươi là danh sư học đồ hay sao? Hơn nữa phụ thân ngươi lại là hội trưởng giáo sư công hội, nhất định phải giáo huấn loại con sâu làm giàu nồi canh như thế này. Nghe thấy hành vi, đãi ngộ và sự không công bằng của thượng thần trưởng lão, hai vị đại sư nguyên ngữ, lục trầm suýt chút nữa đã tức giận tới mức bộc phát vị trương huyền này, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh, người có bản lãnh như vậy làm sao lại có khả năng là rác rưởi cơ chứ. Nói như vậy, nhất định là đám người thượng thần trưởng lão cố ý dở cho xấu. Trong hồng thiên học viện tại sao lại có thể có lão sư như vậy? Chuyện này quả thực khiến cho ta rất tức giận, xem ra rảnh rỗi ta cũng phải đi tìm hồng viện trưởng nói một chút, bảo hắn đi quản bầu không khí trong học viện. Lục trầm đại sư khoát tay, hừ lạnh nói. Cái này, Kỳ thực, chuyện nếu ta nói ngươi sẽ tức giận, không phải chuyện này. Nghe thấy lời của đối phương, hoàng ngữ gãi gãi đầu nói. Không phải là chuyện này, lẽ nào trương lão để còn phải xử phạt không công bằng gì đó hay sao? Lục trầm lần nữa nhìn sang. Tuy rằng hắn ẩn cư ở trong phủ đệ, không để ý tới chuyện bên ngoài. Thế nhưng dựa vào thân phận đế sư và thư hòa tên tuổi đại sư, nếu như muốn dạy dỗ một ít người, dù là viện trưởng Hồng Thiên học viện cũng không dám ngăn cản hắn. Cũng không phải, mà là, có người trong học viện mấy ngày nay muốn khiêu chiến hắn, tiến hành sư giả bình chắc. Hoàng ngữ trần chờ một chút rồi nói. Khiêu chiến, sư giả bình chắc, lục trầm sững sờ. Sư giả bình chắc ta biết, cho dù là bọn học sinh quyết đấu, thế nhưng lại liên quan tới thân phận và tôn nghiêm của lão sư. Người khiêu chiến này là ai? Nếu như để cho hắn biết bản lĩnh chân thật của trương lão đệ, chỉ sợ cũng sẽ không làm như thế. Nguyên ngữ đại sư cười nói. Vậy cũng không nhất định, vị lão sư khiêu chiến này. Ở trong Hồng Thiên học viện rất nổi danh, là một vị lão sư minh tinh chân chính hơn nữa. Học sinh dưới trướng rất nhiều, trong 300 người đứng đầu khi sát hạch nhập học, chỉ ít cũng có hơn 200 người ở trong lớp người này. Tiếng của hoàng ngữ càng ngày càng thấp. Người lão sư này tên gọi là gì? Hít thở của lục trầm có chút gấp gáp. Khục khục, chính là nhi tử của lục đại sư, Lục Tầm lão sư, do dự một chút, hoàng ngữ nói: "Tên nhiệt xúc này, đáng giận." Thân thể Lục Trầm đại sư run rẩy một cái, tiếp theo lập tức lên tiếng gào thét. Chương 187, Tam sư hội chuẩn một. Nếu như để cho Trương Huyền thấy cảnh này, nhất định hắn sẽ trực tiếp ngất đi. Giáo sư Minh Tinh Lục Tầm nổi danh nhất Hồng Thiên học viện không ngờ lại là nhi tử của Lục Trầm, người ngang hàng nói chuyện với hắn có khả năng chính là bởi vì biết những chuyện này cho nên hoàng nữ mới cân nhắc xem có nên nói hay không, trên mặt nàng mang theo vẻ trần chờ. Cũng đúng, phụ thân ngươi ngang hàng luận giao với người ta, còn muốn tạo quan hệ tốt mà ngươi lại muốn đưa người ta vào chỗ chết. Nói ra phụ thân ngươi không tức giận mới là lạ, không bùng nổ tại chỗ cũng đã tốt lắm rồi. Ta sẽ đi tìm nhiệt xúc này, bảo hắn chịu thua. Giống một tiếng, lục trầm đại sư đứng dậy, nổi giận đùng đùng muốn xông ra ngoài còn chưa đi ra cửa phòng thì đã thấy quản gia thành bá sốt ruột nhanh chân đi vào. Lão ra, bệ hạ phái người đưa tin. Vừa vào cửa thì thành bá đã trực tiếp mở miệng. Đưa tin tới sao? Lục trầm hơi nhướng mày, đưa tay tiếp nhận trong tay chiếu chỉ trong tay đối phương. Ngày mai hắn muốn dẫn người ta đi tới tàng thư khố vương thất, chuyện này hắn đã phái người truyền tin tới, trầm truy bệ hạ cũng đã đồng ý, lúc này lại phái người đưa tin tới đây là có ý gì? Trong lòng nghi hoặc, áp chế lại kích động muốn giáo huấn nhi tử mình, lại tiện tay mở ra chiếu chỉ ra. Vừa nhìn xong, con người hắn không nhịn được co rút lại. Chuyện này, vẻ mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Làm sao vậy? Thấy vẻ mặt của hắn thay đổi, nguyên ngữ đại sư có chút kỳ quái nhìn qua. Hắn và lục trầm tương giao nhiều năm, nếu như không có chuyện lớn hoặc là chuyện thực sự làm cho hắn khó có thể bình phục tâm cảnh thì không thể làm cho hắn ngơ ngác biến sắc như vậy. Người xem. Lục Trầm đại sư cũng không giải thích mà tiện tay đưa chiếu chỉ tới. Nguyên Ngữ kỳ quái cúi đầu nhìn một chút, hắn cũng không nhịn được lùi về phía sau hai bước, hai mắt trừng lớn, nói: "Chuyện này, không thể nào a. Trầm truy tự mình viết chiếu chỉ cho ta, lại phái người đưa tới, nhất định là sự thật." Lục Trầm đại sư gật gù, lại quay đầu nhìn về phía thành bá trước mắt. "A Thành, lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi ra ngoài." "Vâng." biết lão ra dặn dò như vậy nhất định là có việc gấp thành bá không dám phí lời mà vội vàng đi chuẩn bị tiểu ngữ bạch tốn các ngươi cũng đi theo chúng ta đi lục trầm quay đầu tiếp theo lại cầm chiếu chỉ trong tay rồi đưa tới mới đầu hoàng ngữ bạch tốn còn có chút không hiểu rõ sau khi nhìn rõ nội dung bên trên chiếu chỉ ánh mắt tất cả đều sáng lên cũng hiện lên vẻ khó có thể tưởng tượng được chuyện này chuyện này nhất định trầm truy bệ hạ vì chuyện lão tổ nói thật ta cũng đã xem qua không phải là chứng bệnh mà là kết thúc sinh mệnh nếu như không thể tiếp tục đột phá mà nói e rằng sẽ không sống qua tháng này được nghĩ đến nội dung bên trên chiếu chỉ nguyên ngữ đại sư không nhịn được nói đúng vậy lục trầm gật gù trên mặt mang theo vẻ sầu lo vương thất chỉ có một vị lão tổ trấn thủ vương triều là trụ cột cuối cùng thiên huyền vương quốc chính bởi vì có hắn cho nên vương quốc mới có thể bình yên vô sự không ai dám xâm phạm một khi đối phương tạ thế. E rằng toàn bộ thiên huyền vương quốc sẽ bốn bề thụ địch, mưa gió nổi lên. Đáng tiếc, dù là người có thực lực mạnh hơn nữa thì cũng sẽ giải yếu, sinh mệnh sẽ đi tới đoạn đường cùng. Vị lão tổ này cũng không ngoại lệ. Vài ngày trước đó, Trầm Truy Bệ Hạ đã từng mời nguyên ngữ đại sư đi vào trị liệu, chỉ tiếc, tuy rằng y thuật của người sau cao minh, thế nhưng cũng không có cách nào khiến cho người ta không chết, trừ phi. Có thể tiếp tục đột phá, đạt đến cảnh giới cao hơn. Nhưng muốn làm được điểm ấy, sao mà khó khăn? Lúc thân thể cường tráng cũng không làm được, khi tới tuổi già, bất cứ lúc nào đèn cũng cạn dầu thì làm sao có khả năng hoàn thành được cơ chứ? Ta vẫn cho rằng vì không muốn công bố tin tức này cho nên bệ hạ mới đi săn bắn, không nghĩ tới lại đi làm chuyện này. Nhớ tới cái gì đó, trong mắt lục trầm hiện lên vẻ thán phục. Lão ra, xe ngựa đã được chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc này thành bá đi tới. Chúng ta đi thôi. Lục Trầm không nói nhiều mà mang theo ba người còn lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Bên ngoài đã sớm đen kịt, người đi trên đường phố cũng bắt đầu ít đi, xe ngựa chạy nhanh ở trên đường, tốc độ không giảm. Không bao lâu sau đã đến trước mặt một bức tường nguy nga, vương cung của Thiên Huyền Vương quốc. Bốn người đi xuống khỏi xe ngựa, lại nhìn về phía hộ vệ cách đó không xa. Bệ hạ đã tới chưa? bẩm lục đại sư bệ hạ còn chưa tới nhận ra thân phận của lục trầm tên hộ vệ vội vàng đi lên phía trước rồi cung kính trả lời nếu người chưa đến thì chúng ta cứ chờ đợi ở đây vậy nhất định bọn họ sẽ đi ngang qua nơi này lục trầm gật đầu nói được mấy người nguyên ngữ đại sư cũng không có một chút dị nghị nào chờ đại khái gần nửa canh giờ một xe ngựa rộng rãi to lớn chậm rãi đi tới khắp bốn phía đều là hộ vệ kỵ binh trận thế to lớn vừa nhìn chút đã biết là vương liễn một mà chỉ bệ hạ mới có thể ngồi xoạt xoạt vương liễn đi qua rèm xe được vén lên một người trung niên người mặc y phục hào hoa phú quý đi ra tham kiến bệ hạ binh lính chung quanh nhanh chóng quỳ xuống ngay cả mấy người lục trầm nguyên ngữ cũng hơi khom người đây chính là người có quyền thế to lớn nhất thiên huyền vương quốc trầm truy bệ hạ lão sư nguyên ngữ đại sư các ngươi đều đến rồi trầm truy bệ hạ khẽ nở nụ cười, lại xoay người, quay người cúi chào về phía vương liễn ở sau lưng. Xoàn xoạt, rèm vương liễn lần nữa mở ra, một vị lão giả chậm rãi đi ra. chương 188, Tam Sư Hội chuẩn 2 Nhìn thấy vị lão giả này, sắc mặt đám người nguyên ngữ đại sư, lục trầm trở nên nghiêm túc, hoàng ngữ thì bước lên phía trước, vẻ mặt cung kính. Lưu sư, người đến rồi. Ừm, um. lão giả vuốt dâu, gật gù cười cười, tiếp theo lại vẫy tay nói vọng vào trong vương miễn. Các người cũng đi ra đi, đã đến nơi rồi. Xoàn xoạt, xoàn xoạt. Dèm xe lần nữa mở ra, lại có hai bóng người đi ra, đều khoảng chừng 50 tuổi, người mặc trường bào màu xanh. Miệng khẽ nở nụ cười làm cho người ta có một loại cảm giác yên bình hài hòa. Trang sư, trịnh sư. Nhìn thấy hai người này, toàn thân mấy người hoàng ngữ chấn động, đồng loạt đi về phía trước người có thể được gọi là sư cũng đã nói rõ ba vị trước mắt này là danh sư chân chính không ngờ trầm truy bệ hạ một lần lại mời tới ba vị danh sư khó trách ngay cả lục trầm cũng có chút khó có thể tin tưởng được hoàng ngữ là danh sư học đồ mà vị danh sư mà nàng bái chính là người thứ nhất đi ra lưu sư mà bạch tốn là học sinh của vị danh sư đi ra sau đó trang sư lão sư của hai người đều tới cho nên lục trầm đại sư mới bảo bọn họ cùng theo tới đây bằng không danh sư đến những vãn bối này không tư cách gặp mặt được rồi đừng đứng ở chỗ này phí lời nữa vào đi lưu sư cười cười nói mấy người nối đuôi nhau tiến vào vương cung chư vị danh sư có thể đến thiên huyền vương quốc của ta thực sự là vinh hạnh của trầm mỗ chủ khách đều đi xuống trầm truy bệ hạ không dám ra vẻ miệng cung kính nói bệ hạ khách khí rồi ta đi tới đây cũng không phải là vì chuyện lão tổ các ngươi thứ nhất là chúc thọ điền lão, thứ hai, trong hồng thiên học viện của các ngươi xuất hiện một hạt giống không tồi. Ta muốn tới nhìn xem có thể thu làm học đồ hay không. Lưu sư cười cười nói. Người lưu sư nói chính là lục tầm lão sư hay sao? Hắn dạy học sinh không tồi, ở trong toàn bộ thiên huyền vương quốc cũng rất nổi danh, ta cũng đã sớm nghe thấy. Trầm truy bệ hạ cười cười, lại vội vã giới thiệu. Nói tới xuất thân, hắn chính là nhi tử độc nhất của lục trầm lão sư, lục trầm đại sư thư họa một đời ta đã sớm nghe qua tên tuổi nhìn về phía lục trầm lưu sư cười nói lưu sư quá khen rồi lục trầm vội vàng khom người hắn là đại sư thư họa dù có địa vị cao hơn thế nhưng so ra với danh sư chân chính vẫn còn có tranh lệch nhất định không thấy nga cả bệ hạ cũng phải cung kính có lễ hay sao được rồi đừng khách sáo nữa gọi trầm hồng ra đây cũng nhiều năm rồi chúng ta không gặp vừa vặn để ta và trang sư trịnh sư cùng nhìn một chút nhìn xem có thể tìm được phương pháp giải quyết hay không hàn huyên một hồi lưu sư cũng không phí lời mà lập tức nói trầm hồng chính là vị lão tổ bị bệnh đã đến giai đoạn cuối của vương thất thiên huyền vương quốc nghe thấy hắn nói như vậy trầm truy bệ hạ không dám do dự nói với tên thái giám bên cạnh một câu người sau vội vội vàng vàng rời đi không lâu sau một lão giả được hắn nâng đỡ đi tới vị lão giả này tất cả dâu tóc đều bạc trắng, da rẻ cũng xuất hiện nếp nhăn, cả người bị tử khí vần quanh, dường như bất kỳ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, không đứng dậy được nữa. Coi như không nhìn thì cũng biết, người này đã đến tình trạng đèn cạn dầu. Nếu như không có cách nào đột phá, hoặc là tìm được phương pháp giải quyết tốt, quả thực không sống được quá một tháng. Lão hủ trầm hồng bái kiến lưu sư, trang sư, trịnh sư. Lão giả khom người. Đừng khách khí, để ta nhìn xem." Lưu sư cũng không phí lời mà đi quanh Trầm Hồng một vòng, nhìn một vòng, hai hàng lông mày nhăn lại. Tiếp theo, hai vị danh sư còn lại cũng đều nhìn qua, cẩn thận quan sát, tất cả đều trầm mặc không nói gì. Ba vị lão sư có tìm được phương pháp giải quyết hay không? Thấy dáng vẻ của bọn họ, trong lòng Trầm Truy Bệ hạ hồi hộp, miệng không nhịn được nói. "Bệ hạ, ta không ngại nói thẳng với ngươi, sinh cơ trong cơ thể của vị Trầm Hồng đã suy yếu." đổi lại là ba năm trước thì ta còn có biện pháp để hắn đột phá, đáng tiếc hiện tại tử khí đã vần quanh, đã triệt để không có cách nào nữa rồi. Trang sư là người thứ nhất mở miệng. Ta cũng có kiến nghị như vậy, lúc này hắn tuổi già thân già, nếu như cưỡng ép vượt qua cửa ải mà nói, ta sợ không những không thể thành công mà còn có thể mang đến họa sát thân. Trịnh sư cũng lắc đầu. Tuy rằng danh sư có thể chỉ điểm cho người ta đột phá, khiến cho người ta thăng cấp lên cảnh giới cao hơn, nhưng cũng có sự hạn chế, vị trầm hồng trước mắt này đã đến thời khắc đèn cạn dầu. Nếu như cưỡng ép xung kích, không những không thể thành công, không cẩn thận còn sẽ vì đó mà ngã xuống. Bọn họ nói không sai. Lưu sư cũng lắc lắc đầu. Sống chết có số, trầm hồng cũng vì thiên huyền vương quốc mà tận lực nhiều năm như vậy. Nếu như thực sự không có cách nào vượt qua thì cũng coi như một loại giải thoát. Danh sư đã quen nhìn sống chết, đối với những chuyện này đều xem rất nhạt, mặc dù Trầm Hồng là lão hữu của hắn, thế nhưng hắn cũng cố gắng an ủi và né tránh. Được rồi, Trầm truy bệ hạ có vẻ thất vọng. Vốn hắn tưởng rằng nguyên ngữ đại sư không giải quyết được, tìm được ba vị danh sư, nhất định có thể giải quyết mầm hỏa của lão tổ. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại vẫn đạt được kết quả như cũ. Kỳ thực ngươi cũng đừng thất vọng, tuy chúng ta là danh sư, thế nhưng cũng chỉ có nhất tinh, nếu như bệ hạ có thể mời đến một vị nhị tinh, hoặc là danh sư cấp bậc càng cao hơn có lẽ sẽ có phương pháp giải quyết cũng không biết chừng lưu sư an ủi danh sư nhị tinh trầm truy bệ hạ cười khổ vì mời ba vị nhất tinh này mà hắn đã tiêu tốn không biết bao nhiêu đối phương bởi vì muốn mừng thọ điền lão tiện đường cho nên mới tới bằng không nếu muốn mời ba người đi ngay cả cửa cũng không được dưới tình huống như thế còn muốn mời nhị tinh e rằng ngay cả cửa của người ta cũng không vào được danh sư nhị tinh, coi như ở trong vương quốc phong hào cũng đều là tồn tại đứng đầu. Ngay cả bệ hạ cũng phải dùng lễ để đối đãi như quốc sĩ, bệ hạ một vương quốc phổ thông như hắn làm sao có khả năng mời được. Bệ hạ, thật ra ta đã nghe qua một tin tức, có khả năng có tác dụng đối với ngươi. Ngay khi trầm truy bệ hạ cảm thấy không có hy vọng thì nguyên ngữ đại sư ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Chú thích, vương liễn, xe vua ngồi. chương 189, vương thất tàng thư khố một ồ trầm truy nhìn về phía hắn mấy ngày trước đây trong vương thành có một vị danh sư không rõ tới hơn nữa dường như không chỉ là nhất tinh không thôi nguyên ngữ đại sư nói ra tin tức mà mình biết được danh sư không chỉ là nhất tinh mấy ngày nay trầm truy bệ hạ vẫn ở bên ngoài ngay cả tấu trương mà tiền các lão đưa cho hắn cũng không kịp xem cho nên cũng không biết tới sự kiện ngũ tinh kia vâng vị danh sư này có thể đơn giản giải quyết chứng bệnh trên người thê tử lăng thiên vũ lại giải quyết bệnh nhiều năm của đỗ mạc hiên nguyên ngữ đại sư nói ra tin tức mình biết hắn là đại sư y đạo trước đó từng được mời qua để chữa bệnh cho mấy người này cho nên hắn biết độ khó khi chữa khỏi vị dương sư này trong thời gian ngăn ngủ một hai phút đã có thể trị hết ngay cả hắn cũng khiếp sợ không thôi cho nên trước đó mới dự định đi tới bái phòng một hai chữa khỏi chứng bệnh thì chính là danh sư hay sao nghe thấy hai người đối thoại trang sư lắc lắc đầu tuy rằng danh sư có đủ loại thủ đoạn nhưng chủ yếu nhất vẫn là giúp người ta đột phá chữa khỏi bệnh đó vẫn là đại sư y đạo lưu sư trịnh sư cũng đồng thời lắc đầu cũng không ủng hộ cũng khó trách bọn hắn không tin danh sư lợi hại đúng là có thể chỉ điểm cho bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể chữa bệnh cho người ta thế nhưng nếu là loại cấp bậc đó sẽ phải rất cao mà nhất tinh nhị tinh bình thường cũng chỉ giúp người ta đột phá có thể chỉ điểm cho mấy nghề nghiệp đặc thù mà thôi lại nói danh sư đi tới chỗ nào cũng được chú ý làm sao có khả năng chạy đến loại nơi nhỏ như thiên huyền vương quốc này cơ chứ hơn nữa còn thuê phòng ở lại cái này nguyên ngữ đại sư không có cách nào phản bác tuy rằng gần đây vị dương huyền danh sư này tạo ra động tĩnh khá lớn thế nhưng hầu như đều là xem bệnh chữa bệnh cũng không nói giúp ai đột phá cảnh giới hơn nữa cụ thể có phải là danh sư hay không thì cũng chỉ là tin đồng. Hắn không có tận mắt nhìn thấy, cho nên không dám xác định. Người nói vị này tên gọi là gì? Danh sư nhị tinh trong phạm vi vương quốc hầu như ta đều biết. Nhìn ra sự lúng túng của hắn, lưu sư cười cười nhìn sang, hỏi. Hắn tên là Dương Huyền, cụ thể thì ta không biết. Nguyên ngữ đại sư nói. Dương Huyền. Lưu sư trần chờ một lát, lại lắc lắc đầu trong phạm vi của vương quốc không có vị danh sư nhị tinh này thậm chí danh sư tam tinh ta cũng biết một ít không có người nào tên như vậy danh sư có vùng tiếp xúc với danh sư tuy rằng lưu sư chỉ là nhất tinh thế nhưng trong phạm vi vương quốc có bao nhiêu danh sư bao nhiêu nhị tinh tam tinh hắn vẫn biết một ít trên cơ bản đều có thể gọi tên dương huyền rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói qua có lẽ là một tên lừa gạt người cũng nói rồi đó muốn đi vào bái phỏng Đầu tiên phải giao nộp 300 vạn kim tệ, danh sư chân chính, ai lại để ý tới những đồ vật như vàng bạc cơ chứ? Trang sư cười nhạo. Danh sư địa vị tôn sùng, muốn tài nguyên gì, chỉ cần một câu nói, bất kể là thế lực lớn nào, thậm chí ngay cả vương thất cũng sẽ chắp tay đưa lên. Người này thuê phủ đệ, lại để cho người đi vào trong nộp lên 300 vạn, rõ ràng chính là một tên lừa đảo, muốn kiếm tiền. Chuyện này, Nguyên Ngữ đại sư vẫn còn có chút không quá tin tưởng hai ngày nay chuyện liên quan tới vị dương huyền danh sư này đã truyền ầm lên rồi hắn vẫn muốn đi tới bái phỏng mà bây giờ nghe ba vị danh sư nói có khả năng là một tên lừa đảo trong lòng rất là thất vọng kỳ thực có phải là lừa đảo hay không cũng rất đơn giản tiệc mừng thọ của điền lão còn mấy ngày nữa mới tới ngày mai vừa vặn cũng không chuyện gì ta có thể đi cùng ngươi qua xem một chút vạch trần hắn xem có phải là danh sư hay không lưu sư nói ta cũng muốn đi qua đó xem nghề nghiệp danh sư không cho phép kẻ khác khinh nhờn không ngờ lại có người ngụy trang ta cũng muốn nhìn một chút nhìn xem rốt cuộc tên này có tìm gấu hay gan báo mà dám chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy a trang sư cũng ngử lạnh dẫn thêm ta đi nói thật ta cũng rất có hứng thú trịnh sư cũng nở nụ cười nói được rồi nguyên ngữ đại sư gật gù đối phương nói không sai nếu là thật thì không giả nếu là giả thì không thành thật được nếu như đối phương là thật ba vị này sẽ coi như không cũng không có gì thế nhưng nếu là giả sẽ bị vạch trần tại chỗ bản thân hắn cũng sẽ không băn khoăn nữa nhìn thấy ba vị danh sư đã thương nghị xong trầm truy bệ hạ cũng không dám nói chen vào không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu tuy hắn là chủ nhân của một quốc gia thế nhưng so với loại quái vật như danh sư hắn vẫn không dám ra vẻ không biết trong vương quốc có ba vị danh sư tới thăm hơn nữa còn định tới đây vạch trần bản thân, lúc Trương Huyền tỉnh lại sau giấc ngủ thì trời đã sáng choang. Thu thập qua một chút, lại ăn chút điểm tâm rồi mới nói với Tôn Cường một tiếng. "Ta phải đi ra ngoài một chuyến, nếu như có người tìm ta, cứ để bọn họ chờ đợi ở bên ngoài." "Vâng, lão gia." Tôn Cường gật đầu, tràn ngập sự tự hào. Thân là quản gia của danh sư, hiện tại hắn vô cùng đắc ý, bất kể là tứ đại gia tộc, vương công quý tộc gì đó trước đó hắn đều phải nịnh bợ, mà hiện tại gặp lại, tất cả đều phải cúi đầu. Quản ngươi CS thân phận gì, lão gia đã nói rồi, lăn ra bên ngoài chờ, người phải chờ cho ta. Trải qua chuyện của mấy người đỗ mạc hiên, lăng thiên vũ, hiện tại hắn đã có đủ tự tin. Không biết suy nghĩ ở trong lòng hắn, vốn còn tưởng rằng đối phương đã hiểu rõ ý mình, trương huyền gật gù, đi ra khỏi phủ đệ. Đi tới một cái ngõ nhỏ không người, thay đổi trở về dung mạo vốn có của mình, lại trực tiếp đi đến phủ đệ của Lục Trầm. Lục Đại Sư nói ngày hôm nay sẽ dẫn hắn đi tới tàng thư khố vương cung, có thể bù đắp công pháp ích huyệt cảnh, thành công thăng cấp. Không lâu sau hắn đã đến phủ đệ của Lục Đại Sư. Trương Lão Đệ, là ta có lỗi với ngươi. Vừa thấy Lục Trầm Đại Sư thì đã thấy hắn dùng vẻ mặt áy náy nhìn về phía mình. Xin lỗi, lẽ nào không được vào tàng thư khố vương cung hay sao? Trong lòng Trương Huyền giật thoát một cái, chương 190, Vương Thất Tàng Thư Khố 2 Không có cách nào đi vào thì hắn biết đi tới nơi nào tìm thư tịch để học tập, bổ sung thiên đạo thư viện đây. Không phải là việc này, là do ta đã nuôi dạy ra một nghịch tử. Lục Trầm Đại Sư lắc đầu. Nghịch tử. Trương Huyền có cảm giác như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc mình đâu. Người nuôi dạy một nghịch tử thì mắc mớ gì đến ta. Ta lại không quen biết hắn ta nha. Đúng vậy, tối ngày hôm qua ta cũng mới nghe nói là đứa trẻ kia không biết nặng nhẹ tìm ngươi gây phiền phức lại tiến hành sư giả bình chắc với ngươi là ta không đúng ngày hôm nay ta sẽ bắt nó đi chịu thua rồi lục trầm đại sư nói sư giả bình chắc trương huyền sửng sốt vẻ mặt kỳ quái lục đại sư không phải ngươi muốn nói lục tầm lão sư là nhi tử của ngươi đó chứ đúng vậy chính là đứa trẻ bất hiếu này ba năm trước cái lại ta rồi trốn nhà rời đi, hiện tại vẫn chưa trở về. Lục trầm đại sư lắc đầu. Ồ, nếu đã chuẩn bị tỉ thí, cũng không cần lầm phiền lục đại sư. Nếu không, người ta còn tưởng rằng ta sợ cho nên mới tới nhờ ngươi. Cười khổ một tiếng, Trương Huyền nói. Hắn đã sớm quen biết lục trầm đại sư, thế nhưng không nghĩ tới lục tầm lại là nhi tử của hắn. Chuyện này cũng quá trùng hợp. Chỉ là, chuyện tỉ thí cũng đã thả ra tiếng gió, Lúc này lui lại cũng đã không kịp. Nếu muốn làm mất mặt, vậy thì đường đường chính chính, nếu như để Lục Trầm đại sư ra mặt, khi đó không phải danh tiếng của hắn sẽ mất hết hay sao? Đánh không lại nhi tử, đi cầu phụ thân hắn, chuyện này khác gì không giáo huấn được học sinh lại đi tìm gia trưởng của học sinh cơ chứ? Chuyện như vậy hắn cũng không muốn làm. Vậy cũng tốt. Thấy hắn kiên trì, Lục Trầm đại sư không thể làm gì khác hơn là coi như thôi. Trương lão đệ Nhi tử này của ta, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn thiệt thòi, tự kiêu đã quen rồi. Nếu ngươi muốn ra tay thì cứ làm cho hắn nó sự lợi hại, cho té ngã một lần, cũng để cho nó biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên cậy tài khinh người như vậy. Lại hàn huyên vài câu, Lục Trầm Đại sư mang theo vẻ chờ đợi nói. Hắn chỉ có một nhi tử, quá kiêu ngạo, bởi vậy khi hắn nói vài câu đã trực tiếp rời khỏi nhà trốn đi, đi tới mấy năm cũng không trở lại khiến cho hắn tức giận tới mức suýt chút nữa đã sinh bệnh nếu như vị trương lão đệ này có thể ra tay dạy dỗ một trận như vậy không còn gì tốt hơn nữa cũng để cho nhi tử ăn chút quả đắng biết thế giới bên ngoài rất lớn chỉ có hạ thấp đầu thì mới có thể đi càng xa hơn cái này được rồi vốn hắn đang suy nghĩ quan hệ giữa mình và lục đại sư tốt như vậy đến lúc đó có nên thả một mắt lưới hay không thì lại nghe hắn nói như thế trương huyền gật gật đầu chỉ là nếu đối phương đã nói như vậy như vậy lục tầm lão sư này cũng không đáng để tha thứ bản thân hắn cũng không ngại để cho đối phương ngã một lần nhớ đời hai người vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm không lâu sau đã đến trước mặt vương cung tàng thư khố vương cung ở trong vương cung có vô số thư tịch được siêu tập trong toàn bộ vương quốc chỉ có con cháu vương thất cùng với quyền quý hiển hách nhất thì mới có tư cách tiến vào quan sát lục trầm đại sư làm đế sư muốn dẫn một người vào đây cũng không tính là chuyện khó khăn gì. Hắn còn chưa tới đến trước mặt thì đám thủ vệ đã nhao nhao nhường đường. Không hổ là vương cung. Trong lúc di chuyển, Trương Huyền ngắm nhìn bốn phía. Tuy rằng thiên huyền vương quốc không tính là quốc gia lớn gì, thế nhưng vương cung lại hết sức xa hoa, so với cố cung tiếp trước cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn phồn hoa hơn gấp mấy phần. Đình viện tĩnh mịch, rậm rạp, nhiều vô số kể. Nếu như không có ai dẫn đường, Đi tới trong đó sẽ rất dễ bị lạc đường, không tìm được phương hướng. Dưới sự dẫn dắt của Lục Trầm đại sư, liên tục đi vòng qua mười mấy hành lang, rốt cuộc hai người cũng đã ngừng lại ở phía trước một cái cung điện to lớn. Đây chính là Tàng Thư khố. Lục Trầm đại sư cười chỉ tay về phía trước. Trương Huyền nhìn về phía trước, chỉ thấy có một cái cung điện cao tới mấy chục mét đang đứng sừng sững ở trước mắt, bên trên hoành phi có ba chữ lớn Tàng Thư khố, đáy hồng viền bạc chữ viết màu vàng phản xạ lại ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng trói lọi. Đây là kim long lệnh của trầm truy bệ hạ, chỉ cần cầm trong tay là có thể tùy ý lật xem thư tịch, không xúc động tới trận pháp ở bên trong, ta sẽ không đi vào bên trong. Xoay cổ tay một cái, đưa ra một cái lệnh bài màu vàng. Bên trên có khắc họa một con rồng, hai mắt dữ tợn. Đa tạ lục đại sư, tiếp nhận kim long lệnh, trương huyền vội vã ôm quyền nói. Tàng thư khố vương quốc là một trong những nơi quan trọng nhất của vương quốc, nhất định bên trong sẽ có trận pháp và cấm chế do đại sư trận pháp để lại. Nếu không có vật này, rất có khả năng vừa tiến vào trong đó sẽ phải chịu công kích. Giữa chúng ta thì không cần phải khách khí gì nữa. Nếu như không close chuyện gì, ta sẽ đi về trước, người muốn tìm thư tịch gì thì cứ tìm ở bên trong là được, sẽ không có người nào tới quấy rối. Lục trầm đại sư vuốt dâu, cười nói. Được, Trương Huyền không nói thêm nữa mà cầm kim long lệnh trong tay đi vào. Không hổ là tàng thư khố của vương quốc, giá sách trong đó tầng tầng lớp lớp, không nhìn thấy tận cùng. Mà thư tịch bên trên càng bao gồm không ít nghề nghiệp, có khoảng chừng mấy ngàn vạn. Thật vất vả mới đến đây một chuyến, ném toàn bộ những thứ này vào thư viện vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thư tịch như vậy, Trương Huyền hưng phấn tới mức ánh mắt sáng lên, cũng không đi tìm công pháp mà đi thẳng tới trước mặt hàng thư tịch thứ nhất lại tiện tay lật thư tịch. Ao ao ao, ao ao ao. Bên trong tàng thư khố vương thất vang lên âm thanh lật sách. Trương Huyền tiến vào tàng thư khố vương thất, bắt đầu lật sách. Mà ở một chỗ khác, nguyên ngữ đại sư cũng mang theo ba vị danh sư lưu sư, trịnh sư, trang sư đi tới bên ngoài phủ đệ của hắn. Đây chính là nơi ở của vị dương sư kia. Nguyên ngữ đại sư chỉ về phía trước. Được rồi, gõ cửa đi. Lưu sư khoát tay áo một cái, Audio điện tử võ tấn bền chương 191 Tôn Cường hung hăng một. Tùng 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 Đi tới trước cửa Nguyên ngữ đại sư bắt đầu gõ cửa Không lâu sau Cửa lớn mở ra Tôn Cường ưỡn cái bụng đi ra Nhìn mọi người một chút Mí mắt hắn nhấc lên Nói Giao ra 300 vạn kim tệ Chờ ở trước cửa Lúc nào lão ra muốn gặp các người Thì sẽ để cho các người đi vào nguyên ngữ đại sư rất nổi danh ở trên tầng lớp trên không ít người đều biết thế nhưng đối với loại nhân vật còn con như tôn cường căn bản không biết đối phương là ai lại nói quản ngươi là ai chứ lão gia nhà ta là danh sư là rồng thì cuộn lại cho ta là hổ thì cũng nằm xuống khục khục nguyên ngữ đại sư sặc nước bọt phía sau hắn là ba vị danh sư một tên quản gia nho nhỏ lớn lối như vậy không sợ bị đánh chết hay sao ta là nguyên ngữ, đến bái phòng chủ nhân nhà ngươi. Tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng hắn cũng biết có khả năng người trước mắt này chính là quản gia của danh sư. Mà danh sư đọ sức với nhau, coi như địa vị của hắn không thấp, thế nhưng hắn cũng không dám dính líu vào trong đó. Quản ngươi là viên ngữ, phương ngữ gì chứ? Vừa rồi chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ngươi không nghe rõ à? Giao ra 300 vạn, ở đây chờ, có lẽ còn có thể gặp mặt lão gia nhà ta. Bằng không, cút đi, đừng có làm loạn ở chỗ này. Bàn tay lớn mập mạp của Tôn Cường vẫy một cái, có chút không kiên nhẫn. Không có tiền thì ra vẻ cái gì? Biết lão ra nhà chúng ta là ai không? Một tên hộ vệ thực sự không nhịn nổi mà lên tiếng quát lớn. Ta không quan tâm lão ra nhà các ngươi là ai. Muốn tiến vào phủ đệ, nhất định phải tuân theo quy củ của nơi này, bớt phí lời ở chỗ này đi. Nếu không có tiền thì đừng ra vẻ, ngay cả 300 vạn cũng không có, gia vẻ ở trước mặt cường ca ta làm gì chứ? Tôn Cường rất là khinh bỉ nhìn sang. Không cam lòng dùng tiền thì cút đi, còn lão gia nhà các ngươi là ai? To hơn nữa thì có thể to hơn danh sư được hay sao? Ngươi, tên hộ vệ này thiếu chút nữa đã tức giận tới mức phun máu tại chỗ. Lão gia Lưu sư nhà bọn họ đi tới nơi nào cũng được người ta coi làm khách quý, cao quý không tả nổi, trong mắt tên này lại trực tiếp biến thành quỷ nghèo, trang bức Ngươi mới ra vẻ, cả nhà ngươi đều ra vẻ. Hơi đỏ mặt, trong lúc tức giận đang muốn bộc lộ thân phận để quát đối phương thì đã thấy lưu sư đưa tay ra ngăn cản hắn lại. Chúng ta chỉ đi ngang qua nơi đây, muốn gặp gỡ lão gia nhà các ngươi, làm phiền ngươi đi thông báo một chút. Còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Tôn Cường trực tiếp đi tới trước mặt, bàn tay mập mạp giơ lên, vỗ vào trên mặt của hắn. Lão đầu, lỗ tai ngươi điếc hay sao? Hay là đầu óc có vấn đề? chẳng lẽ lời vừa rồi của ta ngươi không nghe thấy sao? Muốn bái phỏng lão ra nhà chúng ta, cứ lấy ra 300 vạn để ở chỗ này. Nếu không có tiền thì cút đi, đây là quy củ. Quy củ chính là quy tắc không thể xúc phạm, có hiểu không? Cái gì? Nhìn thấy động tác của hắn, nguyên ngữ đại sư ở bên cạnh liên tục run cầm cập, suýt chút nữa đã ngất đi. Đánh vào mặt lưu sư. Mấy tên hộ vệ sau lưng cũng ngây ngốc tại chỗ, mỗi một người đều như phát điên. Trời À, không ngờ tên này lại đập vào mặt của Lưu Sư, còn nói đầu óc của hắn có vấn đề. Người không những gan lớn, mà còn liều lĩnh. Ngay cả bản thân Lưu Sư cũng bối rối. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới vị mập mạp trước mắt này lại dám làm như thế, làm cho hai hàng lông mày của hắn co giật. Bất kể nói thế nào thì hắn cũng là một đời danh sư, là tồn tại người người đều tôn trọng, vô số cường giả đi tới trước mặt hắn cũng không dám thở mạnh một cái. Mà tên này thì tốt, trực tiếp đánh vào mặt, bảo hắn trốn đi cũng không được, né cũng không được. Hắn phiền muộn tới mức muốn thổ huyết. Chỉ là, vẫn không thể tức giận, rất rõ ràng đối phương không biết thân phận của mình, đường đường là danh sư, khách quý của thiên huyền vương quốc, vừa đến đã cãi vã với một nhân vật nho nhỏ, chuyện này truyền đi quả thực quá mất mặt. Thân thể run rẩy một cái, chợt lại phát hiện ra đối phương đã lần nữa đánh tới. Hắn cố nén phiền muộn, khoát tay về phía sau. À vâng, Vâng." Tên hộ vệ phía sau phản ứng lại, lấy ra một cái ngọc phù từ trong lồng ngực rồi đưa tới. "Đây là ngọc phù chương trình học của gia chủ chúng ta, chỉ cần cầm trong tay cái này là có thể tiếp nhận chủ nhân nhà ta chỉ điểm riêng một canh giờ, đủ để đổi lấy 300 vạn kim tệ." Danh sư sẽ phát ra một ít ngọc phù chương trình học, trong đó có dấu vết đặc thù thuộc về mình. Chỉ cần nắm giữ vật này là có thể tiếp nhận chỉ điểm miễn phí. Vật này đối với danh sư cũng là thứ tượng trưng cho thân phận cũng có thể xem như tiền tài để giao lưu. Trung quy, danh sư mở khóa dạy học, vô cùng ít ỏi, không ít người nhau tới mức đánh vỡ đầu cũng không giành được, một ngọc phù chương trình học một canh giờ. Coi như là cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong cũng sẽ vì vật này mà liều mạng. Nếu như dùng tiền để cân nhắc, tuyệt đối giá trị đã vượt xa 300 vạn kim tệ. Phanh. Chương 192, Tôn Cường hung hăng khai. Ngọc Phù còn không tới trong tay Tôn Cường đã bị hắn quăng đi như là một cục đá rác rưởi. Có phải đầu óc người có vấn đề hay không? Một miếng ngọc vỡ cũng muốn ngang hàng 300 vạn, người cho rằng ta ngốc hay sao? Không có tiền, tất cả đều cút cho ta. Nói xong hắn để lại một ánh mắt thị uy, lại xoay người đi đến phủ đệ, tiện tay muốn đóng cửa lại. Thiên huyền vương quốc không có danh sư, đương nhiên cũng không có cái gọi là ngọc phù chương trình học, Tôn Cường thấy bọn họ không bỏ tiền ra nổi cho nên mới tùy tiện dùng một cái ngọc phù rách nát để lừa gạt, hắn không cho hộ vệ đứng ra đuổi người cũng đã rất nể tình rồi. Ngươi, thấy đưa ra ngọc phù mà đối phương còn dùng loại ánh mắt này nhìn qua, các hộ vệ tức giận tới mức sắp hôn mê. Con em ngươi a, không biết người kia tìm đâu ra một tên quản gia đầu gỗ như vậy chứ. Tôn huynh, không vội, đây là 300 vạn kim phiếu, làm phiền ngươi thông báo với Dương sư. Thấy hắn sắp đóng cửa, Nguyên Ngữ đại sư cũng không nhịn được nữa mà bước lên trước. Nếu cứ để mặc cho chuyện này tiếp tục phát triển như vậy, hắn sợ ba vị danh sư phía sau sẽ tức giận. Mà hắn chỉ là một y sư nho nhỏ, cũng không muốn bởi vì dẫn người tới đây mà phải chịu tai bay vạ gió. Được rồi, như vậy còn tạm được, coi như ngươi hiểu chuyện. Tiếp nhận kim phiếu, Tôn Cường cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp theo hắn cảm khái một câu, có tiền sao không lấy ra sớm, còn lấy ra ngọc phù rách làm gì? Ta đã thấy người keo kiệt, thế nhưng chưa từng thấy ai keo kiệt như thế. Chẳng lẽ các ngươi không biết cường ca ta là người nói nguyên tắc hay sao? Không tiền mà muốn vào, ngay cả cửa cũng không có. Nghe thấy hắn nói như thế, khóe miệng những người khác lần nữa co giật, ngay cả nguyên ngữ cũng thiếu chút nữa không nhịn được. Đại ca, người có biết ngọc phù chương trình học mà vừa nãy người ném rốt cuộc có giá trị gì không? Cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong vì vật này cũng có thể đánh nhau tới mức vỡ đầu chảy máu, sống chết, người thì lại tốt rồi, tiện tay ném đi, vứt đi như giải rách. Người thực sự là quản gia của danh sư sao? Làm sao có khả năng ngay cả đồ vật này cũng không nhận ra cơ chứ? Được rồi, đứng ở chỗ này chờ đi, vừa nãy lão ra nhà chúng ta có việc nên đã ra ngoài. Khi người trở về, tâm tình tốt thì sẽ triệu kiến. Xếp gọn kim phiếu sắp, mập mạp xua tay nói ra ngoài rồi. Lông mày của Nguyên Ngữ Đại Sư nhảy một cái. Em gái ngươi, ra ngoài, làm sao không nói sớm. Thu tiền rồi mới nói, còn phải chờ hắn trở về. Nếu như một mình ta đến đây bái kiến thì cũng thôi đi, cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, quan trọng là. Ba vị lão ra phía sau này, làm sao có khả năng chờ ở chỗ này cơ chứ? Không biết ngươi có thể thông báo nhanh một chút hay không? Chúng ta thật sự có chuyện muốn tìm lão ra nhà các ngươi. Cố nén sự phiền muộn, Nguyên ngữ đại sư nói: "Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?" Tôn Cường nhìn qua, đối phương đã giao tiền lên làm cho thái độ của hắn rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, khách hàng là thượng đế nha. "Có chuyện gì cũng là nói chuyện cùng nhà lão gia các ngươi, chẳng lẽ lại nói chuyện với ngươi sao?" Tên hộ vệ vừa nãy lấy ra ngọc phù cũng không nhịn được nữa. "Sao, làm sao vậy? Không tiện nói sao?" mỗi ngày cường ca ta đều đi theo phía sau lão gia cũng học được không ít một vài vấn đề đơn giản thậm chí không cần lão gia ra tay là ta đã có thể giải quyết được cái đầu mập mạp của tôn cường ngẩng lên miệng cười lạnh đùa ta sao ta đã được lão gia chân truyền những thủ đoạn kia của người ta đều tận mắt nhìn thấy trước tiên đơn giản chính là lừa gạt đối phương để đối phương tự lòi đuôi ra sau đó lại nghĩ cách làm cho đối phương dao động dựa vào thủ đoạn của ta lừa gạt mấy người đến tiền cũng không muốn đưa ra như các ngươi vẫn còn dư giả. Người đã học được không ít." Hộ vệ còn muốn nói chuyện thì đã bị Lưu sư ngắt lời, người sau tràn ngập nghi hoặc, nói: "Nếu ngươi có thể nhìn ra, ngươi giúp ta xem một chút, nhìn xem ta có vấn đề gì." "Ngươi." Thân thể mập mạp của Tôn Cường quay một vòng quanh Lưu sư, lại lùi về sau một bước, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại phong độ và khí độ của lão gia. Đầu ngẩng lên 45 độ, lạnh nhạt nhìn sang, ra vẻ phong độ của thế ngoại cao nhân, nói. Ngươi, cả nhà ngươi khỏe không? Ngươi nói cái gì? Lưu sư sững sờ, suýt chút nữa đã ngất đi. Bảo người này nhìn một chút, làm sao lại mở miệng mắng người chứ? Thân thể nguyên ngữ đại sư càng run rẩy một cái, phiền muộn tới mức suýt chút nữa đã va đầu vào trên tường. Trời à, trời ơi, ta thấy ngươi nên đánh chết ta đi, ta thực sự không đối phó được nữa nha. Chuyện này... Áp lực trong lòng ta quá lớn. Trong mấy phút ngắn ngủi như vậy, so với chuyện mà cả đời hắn trải qua còn nhiều hơn. Không để ý tới mọi người đang phẫn nộ và khiếp sợ, nhớ tới dáng vẻ của lão giả, Tôn Cường nhẹ nhàng nở nụ cười, vẻ mặt rất là tự tin. "Ồ, nghe không hiểu, vậy ta ta sẽ đổi một câu trả lời hợp lý, thân thể của nhà ngươi có tốt hay không?" Chương 193, ánh mắt của danh sư 1. Phốc, tất cả mọi người đều run rẩy một cái giống như bị sét đánh chúng. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng có phải hắn ta đã nói sai, hoặc là mình nghe nhầm. Thế nhưng nghe lần thứ hai mới biết, thứ mà tên ngốc này nói chính là cái này. Mắng cả nhà lưu sư. Còn lý lẽ hào hùng như vậy, khí thôn núi sông, em gái ngươi, mập mạp, ngươi lấy tự tin từ đâu tới vậy? Thân thể nguyên ngữ đại sư cứng ngắc, nước mắt rơi đầy mặt. Ta mới chỉ nói một câu, ta trêu phải ai đây chứ? lần này thì tốt rồi, một khi lưu sư nổi giận, nhất định sẽ cãi nhau. Nếu như Dương Huyền kia thực sự là danh sư, tính ra, một trận tranh đấu là chuyện không thể tránh được, sau đó, bản thân hắn sẽ không có sau đó nữa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Tôn Cường ở phía đối diện còn tưởng rằng mình đã nói đúng, hắn ngạo nghễ đứng thẳng. Đây chính là phương pháp lúc trước lão ra lừa gạt lăng thiên vũ, vừa mở miệng, đối phương đã lập tức quỳ xuống hắn học trạng thái và cử chỉ của trương huyền lúc trước giống y như thật, ra vẻ cao cao tại thượng, thấy rõ thế sự. hắn ngước đầu lên, còn người lặng lẽ nhìn qua, muốn nhìn một chút xem có phải đối phương đã vui vẻ phục tùng, quỳ gối gọi một tiếng đại sư. tiếp theo đã nhìn thấy sắc mặt đối phương tái xanh, tên hộ vệ kia còn rút trường kiếm ra. lão ra, ta muốn giết hắn. tên hộ vệ kia giết lên một tiếng đã muốn vọt qua. sao, làm sao không có tác dụng? Nhìn thấy dáng vẻ này của hộ vệ, Tôn Cường có ngốc cũng phát giác ra được không đúng, trong lòng giật thoát một cái, chẳng lẽ hắn nói không đúng. Chỉ là, lúc này cũng không thể ném đi thân phận và uy nghiêm được. Mỗi lần lão ra mở miệng nói chuyện, đều là người người phẫn nộ, nhưng sau khi lừa gạt chính xác, đối phương sẽ lập tức chịu thua. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lần nữa tăng thêm không ít tự tin, nói. Như vậy đi, để ta sờ lão bà ngươi, ô, lão bà ngươi không có mặt ở đây cũng không quan trọng lắm, ngươi là một xúc sinh, ăn nhiều chết no. Suy nghĩ một hồi lâu, lại nhớ tới vài câu khác của lão gia. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Đại ca, chửi một câu vốn ta đã cảm thấy lá gan của ngươi rất lớn rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, lại hoàn toàn không phải là cực hạn. Còn muốn sờ lão bà của lưu sư, mắng lưu sư là xúc sinh, ăn nhiều chết no. Bọn họ đã từng nhìn thấy người gan lớn, Thế nhưng chưa từng thấy người nào có lá gan lớn như vậy. Vẻ mặt Lưu sư cũng tái nhợt, da mặt liên tục co giật, cả người như sắp ngã xuống đất tới nơi. Nếu không phải công phu hàm dưỡng cao, e rằng hắn đã sớm dùng một cái tát đánh chết tên ngu ngốc trước mắt này rồi. "Lão gia, xin cho phép ta giết tên ngu xuẩn sỉ nhục người." Tên hộ vệ A Vân kia cũng không nhịn được nữa mà ngẩng đầu ôm quyền. "Nói cho hắn ta là ai?" Lưu sư vung tay lên nói. Kỳ thực hắn cũng muốn giết tên trước mắt này, nhưng đối phương lớn lối như thế trái lại còn khiến cho hắn có chút kiêng kỵ. Nếu như không phải là danh sư, một tên quản gia nho nhỏ làm sao dám nói lời này cơ chứ? Nếu đối phương thực sự là danh sư lợi hại, giết quản gia người ta, hắn cũng không thể chịu đựng được lửa giận của người ta. Vì lẽ đó, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng, trước tiên bày tỏ thân phận, để cho đối phương biết, nhìn thái độ của đối phương ra sao. Mập mạp lão gia nhà chúng ta là vương gia khách khanh của bác võ vương quốc nhị đẳng là lưu lăng danh sư a à, vân bước lên trước một bước ta quản lão gia ngươi là vương gia tôn cường mới nói phân nửa thì thân thể mập mạp run lên ngươi nói cái gì danh sư hắn là danh sư vương gia những vương quốc khác hắn có thể không quan tâm nhưng danh sư vậy thì đáng sợ không sai lão gia nhà chúng ta là danh sư nhất tinh dám mở miệng sỉ nhục người người đã phạm vào tội chết. A à, Vân nghiến răng nghiến lợi nói, danh sư không thể làm nhục, ngang nhiên nhục mà cả nhà, còn muốn sở lão bà, còn nói đối phương là kẻ xúc sinh. Chỉ bằng vào những chuyện này cũng đã đủ chết một trăm lần. Tội chết, khóe miệng tôn cường giật giật, suýt chút nữa đã bị dọa cho ngã. Vốn hắn thấy lão gia không có mặt cho nên muốn ra vẻ một chút, để lão gia nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại làm kẻ ngu ngốc lão gia cũng ra vẻ như vậy vì sao đối phương sợ đến trực tiếp quỳ xuống ngay cả thở lớn cũng không dám thở mà bản thân lại trực tiếp đụng phải danh sư giữa người và người làm sao lại có tranh lệch lớn như vậy chứ bêu xấu danh sư đây không phải là muốn chết sao nên làm gì đây khuôn mặt mập mạp của tôn cường nhăn nhúm lại sắp muốn khóc đi bẩm báo cho lão gia nhà các ngươi nói danh sư lưu lăng trang hiền Trịnh Phi đến đây bái phỏng, chuyện của người ta sẽ đích thân nói với lão gia nhà các ngươi. Thấy quản gia mập mới vừa rồi còn hung hăng không ngớt, hiện tại đã sợ đến mức run cầm cập, lưu sư lưu lăng khoát tay một cái. Nếu như đối phương thực sự là danh sư, thuộc hạ sỉ nhục bản thân hắn mà lại không xử trí, tương đương với việc nể mặt. Cũng có thể cho đối phương một cái nhân tình, nếu như không phải, cũng có thể giận dữ, bắt kẻ giả vờ, báo thù lại khuất nhục lần này sáng sớm nay lão gia nhà chúng ta đã ra ngoài không biết lúc nào trở về thấy đối phương tạm thời không ra tay tôn cường thở phào nhẹ nhõm đã biết thân phận của đối phương hắn không dám tiếp tục lớn lối giống như trước nữa không biết lúc nào trở về mấy người lưu lăng hơi nhướng mày bọn họ cũng không thể chờ ở chỗ này mãi nha đúng vậy tôn cường gật đầu như vậy đi đây là bái thiếp của chúng ta người cầm lấy lúc nào lão ra nhà các ngươi trở về, chúng ta lại đến bái phỏng chương 194, ánh mắt của danh sư 2 Lưu Lăng vẫy tay, tên hộ vệ A Vân phía sau lập tức đưa ra một tấm bái thiếp. Được, Tôn Cường không dám phí lời, tiếp nhận bái thiếp. Sau khi nhìn thấy hai chữ danh sư hiển hách bên trên, hai hàng lông mày không ngừng nhảy lên. Đi thôi, người không có mặt, ba vị danh sư như bọn họ cũng lười nói nhiều với một tên quản gia cho nên cả đám xoay người rời đi thấy bọn họ đã rời đi lúc này tôn cường mới thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi lạnh trên người một chút rồi đi vào trong vừa mới vào trong thì đã cảm thấy đầu gối mềm nhún co quắp ngã xuống dưới đất xem ra ra vẻ không phải có thể tùy tiện được nếu không hắn có chết cũng không biết mình chết như thế nào sau này có đánh chết hắn cũng không ra vẻ nữa Lưu sư, tại sao không trực tiếp giết tên sỉ nhục ngươi chứ? Mọi người quay trở về, tên hộ vệ A Vân thực sự không nhịn được nữa mà mở miệng dò hỏi. Có thể trở thành là danh sư, đương nhiên không phải là hạng người lòng dạ mềm yếu, Lưu sư luôn là người sát phạt quả quyết, làm sao hôm nay tên mập mạp này nói như vậy mà cũng nhịn chứ? Trịnh lão đệ, người cảm thấy thế nào? Không trả lời hắn, Lưu Lăng quay đầu nhìn về phía trịnh sư, trịnh phi ở bên cạnh. Người ở trong tòa phủ đệ này không đơn giản, nếu như đúng là danh sư, e rằng cấp bậc không thấp hơn so với chúng ta. Sắc mặt trịnh phi nghiêm túc gật gật đầu. Đúng đấy. Trang sư Trang Hiền ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Chuyện này, không phải chúng ta chưa thấy chủ nhân của phủ đệ hay sao? Nghe thấy lời này của ba vị danh sư, toàn bộ mọi người đều có chút không hiểu nổi. Không phải các người còn chưa gặp lão ra trong miệng bàn tử kia hay sao? chưa gặp người này làm sao xác định được cấp bậc không thấp hơn so với các ngươi ngay cả nguyên ngữ đi theo ở phía sau cũng tràn ngập nghi hoặc nhìn qua đúng là không thấy người nhưng đã gặp quản gia của hắn lưu sư nói tên ngốc này sao a à, vân không nhịn được nói tên ngốc này có cái gì kỳ quái cơ chứ các ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài mà thôi lưu sư lắc lắc đầu người quản gia này vừa rồi ta mới nhìn thể chất không những không được mà còn rất là kém dựa theo đạo lý bình thường người có thể tu luyện tới võ giả tam trọng chân khí cảnh đỉnh phong coi như vận may vô cùng tốt nhưng mà vừa nãy ngươi đã xem chưa thực lực của hắn cao bao nhiêu chứ võ giả tứ trọng bì cốt cảnh hậu kỳ a à, vân trần chờ một chút rồi nói không sai thực lực của hắn đã đạt đến bì cốt cảnh hậu kỳ hơn nữa nhìn dáng vẻ không khống chế được chân khí có lẽ là vừa mới đột phá không được bao lâu kết hợp với lời nói trước đó của nguyên ngữ đại sư. Tên tôn cường này chỉ là người tùy tiện được đưa tới, trước đây cũng chỉ là tiểu thương một cửa hàng mà thôi. Từ đó có thể nói rõ, thực lực của hắn là do chủ nhân phủ đệ chỉ điểm tăng lên. Lưu sư nói đến đây, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Thể chất kém như vậy, công pháp tu luyện lại không ra sao. Nhất định chân khí trong cơ thể đã lắng động thành bùn từ lâu, đóng kín kinh mạch toàn thân. Dưới tình huống như thế, không chỉ có thể khiến cho hắn trong mấy ngày ngắn ngủi đột phá, còn trực tiếp tấn thăng gần một cấp bậc lớn. Loại thủ đoạn khiến cho người ta tấn cấp, coi như là ta cũng rất khó làm được. Làm danh sư, chỉ điểm tu vi cho người ta, đương nhiên có thể nhìn ra một chút của đặc thù tôn cường. Trong cơ thể tôn cường kinh mạch tích tụ, chân khí lắng động, dựa theo đạo lý thường thường, đạt đến chân khí cảnh đỉnh phong cũng đã coi như trâu bỏ rồi. Thế nhưng hiện tại lại là bì cốt cảnh hậu kỳ có ngốc cũng có thể phân tích ra cái gì. Nếu như Trương Huyền nghe được kết luận của bọn họ, nhất định cũng sẽ thán phục không ngớt. Không hổ là danh sư, ánh mắt quả nhiên đáng sợ. Khó trách có thể trở thành nghề nghiệp khiến cho người người trong đại lục ngóng trông và kiên kỵ, ánh mắt rất sắc bén, không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Nếu ta đoán không sai, có lẽ là đối phương dùng chân khí tinh khiết nhất, lại phá bỏ ràng buộc ở trong cơ thể hắn, thậm chí còn hòa tan chân khí lắng động của hắn mới có thể khiến cho hắn một lần đột phá, thậm chí còn tăng nhanh như gió, vào tới bị cốt cảnh hậu kỳ. Trang sư từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng trần chờ một chút rồi, nói. Nếu như Tôn Cường có mặt ở đây, nhất định cũng sẽ sợ hết hồn, trải nghiệm của hắn giống như đúc lời vị danh sư này nói. Có thể hòa tan chân khí lắng động, lại giúp hắn mở ra kinh mạch bị ràng buộc như vậy đẳng cấp chân khí của người này chỉ ít cũng đã đạt đến cảnh giới trung tam phẩm, hoặc là tu vi đạt đến biên giới tông sư. Lưu sư cũng gật gù, lần nữa nhìn về phía A Vân, nói. Bất kể là chân khí của cường giả trung tam phẩm, hay là tông sư, coi như người này không phải là danh sư thì cũng không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội. Mà nếu như là danh sư, coi như cấp bậc không cao bằng chúng ta thì tiềm lực cũng phải lớn hơn nhiều so với chúng ta nếu như vừa nãy thực sự giết chết quản gia của hắn tương đương với không nể mặt mũi sau đó không còn chỗ để vãn hồi còn không bằng xuôi dòng bán một nhân tình chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi chắc hẳn cũng đã biết thân phận của chúng ta giờ khác này cũng đã bị dọa sợ vâng a à, vân gật gù hắn biết ánh mắt của lão gia mình kinh người có thể nhìn ra chuyện chính xác chi tiết nhất lúc này hắn cũng không nói thêm nữa lợi hải Nguyên ngữ đại sư ở bên cạnh nghe thấy mấy phán đoán này, khiếp sợ tới mức miệng há hốc chừng nửa ngày. Khó trách danh sư có thể trở thành nghề nghiệp cao quý nhất, chỉ liếc mắt nhìn đã phân tích ra nhiều như vậy, nhãn lực rất mạnh, khiến cho người ta giận sôi. Lão gia, người này không ở phủ đệ, chúng ta phải làm sao bây giờ? A à, vân hỏi tiếp. Không có ở phủ đệ không có nghĩa là chúng ta không có cách nào xác nhận được thân phận của hắn, như vậy đi, người nói cho trầm truy bệ hạ gọi mấy người mà mấy ngày nay Dương Huyền này ra tay trị liệu, gọi đến vương cung, ta muốn tận mắt gặp." Lưu sư nhắn nhủ. "Vâng." A à, Vân gật gù. Nguyên ngữ đại sư ở bên cạnh nghe thấy vậy, trong lòng âm thầm khâm phục. Người có mặt hay không không quan trọng, vị Dương Huyền này từng ra tay giúp đỡ Lăng Thiên Vũ, Đỗ Mạc Hiên, La Trùng, Trần Tiêu Đan sư. Những chuyện này đều không phải là bí mật gì cả, chỉ cần đi gọi bọn họ đến, cẩn thận hỏi dò tra xét là sẽ biết được không ít. Rốt cuộc có phải là danh sư thật hay không, chỉ cần vừa xem là biết ngay. chương 195, Thiên Đạo Thần Công Đệ Lục Trọng 1 Tam sư hội tụ, cùng nhau tới bái phỏng mà Trương Huyền không hề biết chuyện, giờ phút này hắn đang đứng ở bên trong tàng thư khố của Vương quốc, hưng phấn tới mức hai mắt tỏa sáng. Xong rồi, đọc tới giữa trưa, rốt cuộc hắn đã lật qua tất cả một lần những thư tịch trong tàng thư khố liên quan tới ích huyệt cảnh, thư viện cũng thành công hình thành thiên đạo thần công tầng thứ sáu hoàn chỉnh. Phương pháp đúng như trước đó hắn suy đoán, hiện tại chỉ cần về rồi tu luyện là được. Tu luyện, nơi này chỉ có một mình hắn, cũng không sợ gây ra chuyện kinh thế hãi tục. Cho nên Trương Huyền không chút do dự nào mà ngồi xuống dưới đất, bắt đầu tu luyện. Âm âm, âm âm, âm âm. Vừa bắt đầu tu luyện, linh khí hùng hậu lập tức từ trên trời giáng xuống, tràn vào trong thân thể, từng huyệt đạo ở trong người nổ tung, chẳng khác nào giang đậu, không ngừng vang lên. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền mở mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc, dường như có vẻ không thể tin được. Không ngờ ta lại, mở ra tất cả 108 nơi huyệt đạo. Trong truyền thuyết, trong thân thể tổng cộng có 108 huyệt đạo. Huyệt đạo mở ra cũng chỉ có 72, hơn nữa những huyệt đạo này mở ra cũng có trình tự, thể chất mỗi người không giống nhau phải cần trình tự không giống thì mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Nếu không tìm được phương pháp, Cả đời, e rằng cũng chỉ có thể mở ra 3, 40 cái huyệt đạo, không có cách nào tiến bộ được nữa. Vốn hắn tưởng rằng coi như có thiên đạo thần công, có thể mở ra 72 cái đã tốt lắm rồi. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tất cả 108 huyệt đạo đều được mở ra. Giờ phút này, huyệt đạo toàn thân hắn lúc sáng lúc tối, giống như hội tụ ngôi sao khắp trời, tràn ngập lực lượng. Tất cả huyệt đạo toàn thân mở ra, nếu như tin tức này truyền đi, tuyệt đối có thể dọa cho người ta chết tươi. 108 huyệt đạo, tăng cường 108 đỉnh. Khi còn chưa tiến vào ích huyệt cảnh đã có 20 đỉnh, thân thể 90 đỉnh, tất cả lực lượng gộp lại, không ngờ lực lượng của ta đã đạt đến 218 đỉnh, có thể so với cường giả thông huyền cảnh trung kỳ. Tính toán lực lượng một chút, hai mắt trương huyền tỏa sáng. Thông huyền cảnh sơ kỳ 100 đỉnh, trung kỳ 200 đỉnh, hậu kỳ 300 đỉnh, đỉnh phong 400 đỉnh. Huyết huyệt cảnh đỉnh phong đã nắm giữ lực lượng vượt qua thông huyền cảnh trung kỳ, toàn bộ thiên huyền vương quốc, thậm chí ở trong phạm vi rộng hơn, e rằng cũng là chuyện không thể nào. Không ngờ chuyện này hắn lại làm rất dễ dàng. Coi như là hắn cũng cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không. Thực lực như vậy, người có thể vượt qua ở trong thiên huyền vương quốc cũng sẽ không có quá nhiều. Trung quy, cường giả mạnh nhất trong thiên huyền vương quốc cũng chỉ là thông huyền cảnh đỉnh phong. Tiếp tục, để xem có công pháp võ giả thất trọng hay không trương huyền đứng dậy hai mắt tỏa sáng tiếp tục đi đến nơi sâu xa trong tàng thư khố đáng tiếc đi một vòng tìm quanh toàn bộ tàng thư khố một lần trương huyền không nhịn được lắc đầu tàng thư khố này cũng không có công pháp của võ giả thất trọng ngẫm lại hắn cũng hiểu ra võ giả thất trọng thông huyền cảnh ở trong thiên huyền vương quốc đã được xem là cường giả đỉnh cao nhất công pháp quý giá không gì sánh được làm sao có khả năng vì tiện đặt ở đây được chứ? E rằng cho dù có cũng được thu thập, để ở nơi quốc phương bệ hạ mới biết được, để hắn nghiên cứu, khống chế. Không có công pháp, nhìn võ kỹ. Nghĩ đến điểm này, Trương Huyền cũng không có thất lạc quá nhiều mà nhanh chân đi về phía Võ Kỹ. Thư tịch trong tàng thư khố vương quốc vô cùng phong phú, tuy rằng võ kỹ để ở chỗ này không phải là thứ gì không truyền. Thế nhưng chỗ tốt chính là số lượng lớn tùy tiện một chiêu số cũng có thể tìm ra mấy ngàn lưu phái không giống nhau. Ngừng lại, Trương Huyền nhìn về phía giá sách trước mắt. Là khu vực cước pháp và thân pháp. Thất thập nhị lộ đàm thối, một toàn phong thối công, tam thập lục thức liên hoàn thích, xuyên thân du long. Đủ loại bí tịch thân pháp, thoái pháp đặt ở bên trên giá sách, lít nha lít nhít. Chân của vương Dĩnh đã bị tổn thương, coi như có dưỡng thể dịch tầm bổ, muốn chiến thắng đỗ lỗi có công phu về chân tốt, Tốc độ nhanh thì cũng không có nắm chắc hoàn toàn. Thế nhưng, nếu có thân pháp và thoái pháp tốt, muốn vượt qua sẽ trở nên đơn giản hơn không ít. Nghĩ tới đây, Trương Huyền bắt đầu lật sách. Ao ao ao, ao ao ao. Sau một canh giờ, tất cả thư tịch có liên quan tới chân công và thân pháp đều được hắn lật qua, quả nhiên trong đầu cũng hai bản thư tịch được hình thành. Thiên đạo thân pháp và thiên đạo thoái pháp. Tiện tay mở ra, tinh thần chìm đắm ở trong đó, sau hai canh giờ, hắn đã hoàn toàn học được hai bộ võ kỹ. Bởi vì hai bộ võ kỹ này đều thu những thứ trụ cột nhất, căn bản nhất, cũng giống như thiên đạo thương pháp vậy, đều chỉ hình thành một chiêu. Audio điện tử võ tấn bền chương 196 Thiên đạo thần công đệ lục trọng 2 Đặc biệt là thân pháp, có thể khiến cho hắn trong một phần người hô hấp thoát ra khỏi khoảng cách 20 mét, tốc độ nhanh chóng, chẳng khác nào thuấn di. Đương nhiên, Tốc độ nhanh như vậy, đối với thân thể có hạn chế rất lớn, nếu không phải hắn đã tu luyện qua thiên đạo kim thân. Chỉ bằng vào tăng tốc trong nháy mắt như vậy sẽ khiến cho mạch máu nổ tung, đi đời nhà ma. Dù vậy, dựa vào sức chịu đựng hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển một lần, nếu hơn nữa sẽ khiến cho tai mũi ra máu, không chịu nổi. Coi như là vậy cũng đã rất đáng sợ rồi, lúc đối chiến cùng người ta, đột nhiên sử dụng thân pháp chẳng khác nào thuấn di e rằng cho dù là thông huyền cảnh đỉnh phong, nếu như không có đề phòng thì cũng có thể bị đánh nát tại chỗ. Sau khi học thân pháp, thoái pháp xong, hắn đi tới khu quyền pháp, lại lật, hình thành một chiêu quyền pháp. Sau một canh giờ, hắn đã ung dung học được. Quyền pháp cũng giống như thân pháp, cũng chỉ có một chiêu, nhưng có thể khiến cho lực lượng của hắn trong nháy mắt gia tăng gấp đôi. Hiện tại hắn đã có thể sử dụng tới 218 đỉnh, tăng lên gấp đôi chính là 436 đỉnh. Nói cách khác, khi sử dụng thiên đạo quyền pháp, có thể khiến cho lực công kích của hắn sánh ngang với cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, loại lực lượng vượt qua cực hạn thân thể này cũng giống như thân pháp vậy, không thể sử dụng không ngừng, dùng năng lực hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ thi triển được ba quyền mà thôi. Một đường lật xem, không ngừng học tập, thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua. May là Trương Huyền biết mình sẽ ở trong tàng thư khố Vương quốc trong thời gian rất dài cho nên đã sớm chuẩn bị đồ ăn bên trong ở chữ vật giới chỉ. Nếu không, không cần phải tu luyện cũng đã đói bụng tới chết rồi. Vương cung, đèn đuốc sáng trưng. Trần Tiêu Đan sư, sao lại ngươi ở đây? Đi vào đại sảnh, Đỗ Mạc Hiên rất là nghi hoặc. Hắn chỉ là một trưởng lão của Đỗ gia, những năm này nương theo tu vi hạ thấp ngày càng suy thoái, ngày hôm nay lại đột nhiên được trầm truy bệ hạ triệu vào cung chuyện này khiến cho hắn có chút cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc tiến vào cung biện lúc này hắn mới phát giác ra đám người trần tiêu đan sư lăng thiên vũ la trùng đều có mặt ta cũng được bệ hạ mời nhất định có quan hệ cùng dương sư a trung quy cũng chỉ có mấy người chúng ta chịu ân huệ của dương sư lúc này trần tiêu đan sư đâu còn có vẻ như bất kỳ lúc nào cũng mất mạng nữa mà chuyện trò vui vẻ khí thế như cầu vồng nói như vậy cũng đúng Đỗ Mạc Hiên gật gù, hai người lăng thiên vũ, la trùng bỗng nhiên cũng tỉnh ngộ. Chỉ là, bọn họ cũng không nghi hoặc quá lâu thì đã biết đáp án, trầm truy bệ hạ nhanh chân đi đến đại điện, cười cười giới thiệu cho mọi người. Cũng không phải là ta mời mọi người tới đây, mà là ba vị danh sư. Danh sư, mấy người đỗ Mạc Hiên sợ hết hồn, suốt ruột vội vàng đứng dậy, quả nhiên đã thấy phía sau bệ hạ có ba vị lão giả khí vũ hiên ngang đi theo. Ngồi đi, người tên là lăng thiên vũ đúng không nghe nói thê tử ngươi bị bệnh nặng liệu ngươi có thể nói ra tình huống trị liệu lúc đó được không khách sáo xong lưu sư nhìn sang một lát sau ngươi nói vị dương huyền này chỉ liếc mắt nhìn đã nhận ra sư tử đá của ngươi là đề nam huyết ngọc cũng nhờ vào đó mà phán đoán ra có khả năng người nhà ngươi bị bệnh nặng hơn nữa chỉ đâm huyệt đạo mấy cái nàng không chỉ tỉnh táo mà còn xuống giường đi bộ được lưu sư trợn mắt lên để nam huyết ngọc hút tinh khí thần của con người, thể tử người hôn mê bất tỉnh, nói rõ bệnh đã đến giai đoạn cuối, muốn cứu trị, không chỉ tìm được tới chỗ mà kinh mạch bế tắc mà còn cần chân khí khá cao chỉ ít phải là trung tam phẩm để phá vỡ chỗ ràng buộc. Chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra những vị trí này, ngay cả trần chờ cũng không có. Danh sư thật sự có ánh mắt như vậy hay sao? Dan cũng không cần luyện, vừa mới đi tới đã nhìn ra người dính dáng tới tử khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, tử khí ra thân, mì tâm biến thành màu đen, quả thực có thể nhìn ra, thứ luyện đan sư hay tiếp xúc thân mật nhất chính là lô đỉnh, cũng có thể từ đó mà suy đoán ra được. Thế nhưng không cần dò hỏi đã suy đoán ra những chuyện này. Sao ta lại có cảm giác không giống như là danh sư, mà như là xem bói? Còn nữa, lại biết ngươi ăn long lân hà, dẫn đến tâm cảnh bất ổn, không hỏi dò, chỉ cần luyện khí là có thể nhìn ra. Đùa giỡn hay sao? Tam đại danh sư nghe tình huống mà mọi người trải qua xong, mỗi một người đều choáng váng. Trời ạ, à, bọn họ đang nghe chuyện trên trời sao? Coi như ánh mắt của danh sư rất tốt thì cũng không khuếch đại như vậy chứ. Như vậy, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, trình độ của vị Dương Huyền này đã vượt qua chúng ta quá nhiều, đạt đến mức độ ngay cả chúng ta cũng không thể nào hiểu được. Không biết qua bao lâu, sắc mặt Lưu sư trở nên nghiêm túc. Thứ hai, đó là sớm biết tình huống của mọi người, hơn nữa cũng đã tìm ra phương pháp giải quyết, lại đúng bệnh hốt thuốc, cố ý để cho người ta chấn động, mà trên thực tế. Lại là một tên lừa gạt, nhân cơ hội để vơ vét của cải. Trịnh sư, trang sư đồng thời gật đầu, hiển nhiên cũng rất tán thành đối với quan điểm này. Nếu như là loại thứ nhất, chúng ta tự mình bái phỏng, thỉnh giáo học tập cũng không có gì, nhưng nếu như là loại thứ hai. Nói đến đây, trong mắt lưu sư phát lạnh làm danh sư cũng có trách nhiệm vạch trần bọn đạo trích, không nên để cho bọn chúng là bẩn tên tuổi danh sư. chương 197, Dẫn động phong vân 1 Thiên huyền Vương Thành, lưu sư từ Vương quốc Bắc Vũ Nhị Đẳng, trang sư cùng với trịnh sư của Hàn Vũ Vương quốc đến Vương Thành, còn cùng đi bái phỏng Dương Huyền. Không sai, sau khi bái phỏng, ta nghe nói cả đêm đều triệu mấy người lăng thiên vũ, đỗ mạc hiên vào vương cung. Xảy ra chuyện gì ta không biết, nhưng ngày thứ hai, ba vị danh sư lần thứ hai đích thân tới phủ đệ bái phỏng. Hơn nữa, bọn họ liên tục bái phỏng 5 ngày, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không gặp. Miệng nó, quá mạnh đi, ngay cả danh sư cũng không gặp. Lưu sư ta cũng biết, ở bên trong nhất tinh cũng được xem là tồn tại khá cao, không ngờ người như thế cũng bị chặn ở ngoài cửa. Rốt cuộc dương sư này có trình độ gì cơ chứ? E rằng không chỉ đơn giản là danh sư nhị tinh A. À. Cái tên Dương Huyền này không ai nghe qua, thậm chí giáo sư công hội cũng không tra ra được. Thế cho nên không ít người mang theo thái độ bán tín bán nghi, cảm thấy hắn cũng không phải là danh sư chân chính. Hiện tại thì không giống nữa rồi. Lưu sư, trịnh sư, trang sư, ba vị danh sư chân chính, người người đều nghe qua tên. Coi như ở mấy vương quốc lớn chung quanh cũng có tiếng tăm lừng lẫy, ba người dắt tay nhau tới bái phỏng, hơn nữa liên tiếp năm ngày mà ngay cả cửa cũng không thể vào. Người có mốc tới mấy cũng biết nhất đinh Dương Huyền này không đơn giản. Là danh sư, lại không tra ra được, e rằng cái tên Dương Huyền này cũng là giả. Danh sư yêu thích du lịch, tôi luyện, trải nghiệm sinh hoạt của người bình thường, từ đó khai thác tâm cảnh, tăng linh hồn mình lên. Liệu có phải vị này chính là một danh sư cao cấp nào đó đi tới nơi này du lịch hay không? Chuyện này ta không biết, nếu thực sự là như vậy, chẳng phải Thiên Huyền Vương quốc sẽ phát triển hay sao? Đúng vậy, danh sư là tượng trưng của quốc lực, nhất tinh chấn thủ, có thể xin lên làm vương quốc nhị đẳng, có nhị tinh chấn thủ, có thể xin lên làm vương quốc nhất đẳng, nếu như nắm giữ danh sư tam tinh, như vậy có thể xin phong hào. Một khi vương quốc đạt đến phong hào thì sẽ có tư cách thành lập truyền thống trận lớn, mua bán đủ loại vật tư, vạn quốc triều bái, chỗ tốt rất lớn, khó có thể tưởng tượng ra được. Trong lúc nhất thời đủ loại cách nói đều có, vang vọng trong toàn bộ vương thành. Bệ hạ, tuy tam sư không xác nhận thế nhưng vẫn nằm trong giai đoạn hoài nghi chỉ là theo lão nô thấy nhất định vị dương huyền này có bản lĩnh lớn bằng không cũng không thể đơn giản chữa khỏi cho nhiều người như vậy dù cho không phải là danh sư e rằng cũng là một vị đại sư y đạo có lẽ lão tổ có thể cứu vương cung một lão thái giám phân tích tin tức đạt được hiện nay được phái người bảo vệ chặt chẽ một khi vị dương huyền này trở về lập tức bẩm báo cho ta ta muốn đích thân gặp hắn. Ánh mắt trầm truy bệ hạ trở nên nghiêm túc. Vâng, lão thái giám vội vàng gật đầu. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, vương siêu, một khi vị dương sư này vừa ý chúng ta, trở thành học đồ, sau đó chuyện trở thành danh sư ở ngay trong tầm tay chúng ta nha. Hồng Thiên học viện, trong lớp học rộng rãi, lục tầm dùng vẻ mặt hưng phấn nhìn thanh niên trước mắt. Đúng vậy, bất kể thế nào cũng phải đi vào bái kiến, tranh thủ để lại một ấn tượng tốt ở trước mặt Dương sư. Vương Siêu cũng gật gù, hai mắt tỏa sáng. Dù cho không thể trở thành học đồ, được chỉ điểm hai câu thì nhất định cũng có thể lập tức đột phá. Đúng vậy, Lục Tầm gật đầu. Đúng rồi, Trương Huyền bên kia phải làm sao bây giờ? Vương Siêu nhìn sang. Hắn, ánh mắt Lục Tầm lão sư nhìn về phía phía trước, mang theo vẻ cao cao tại thượng, hai tay vung lên hắn chỉ là một viên đá đặt chân trên đường ta đi tới danh sư mà thôi không tính là gì yên tâm đi học viên ta tuyển chọn và đối chiến đều đang bí mật tu luyện không tới mấy ngày cũng có thể có đột phá cảnh giới lớn nhất định sẽ chiến thắng trong lần sư giả bình chắc này sau đó sẽ dẫn tới rất nhiều danh sư chú ý vậy thì tốt ta sớm chúc mừng ngươi vậy vương siêu hưng phấn ôm quyền cảnh tượng tương tự xảy ra ở các nơi trong vương thành danh sư xuất hiện khiến cho tất cả thế lực đều rung chuyển. Mỗi một thế lực đều nhìn vào phủ đệ của Trương Huyền, trong nháy mắt, tiểu viện không đáng chú ý này dường như đã biến thành trung tâm của toàn bộ vương thành. Dẫn động phong vân Giờ khắc này Trương Huyền đã đi tới trước mặt một loạt giá sách ở tận cùng bên trong tàng thư khố vương quốc. Năm ngày không nghỉ không ngủ, liên tục lật sách đã khiến cho hắn mệt bở hơi tai, đừng nói là tu luyện, ngay cả nói tâm tình nói chuyện cũng không có. Còn hàng cuối cùng, biết tới tàng thư khố vương quốc một lần không dễ, cho nên hắn định bỏ toàn bộ những quyển thư tịch này vào trong thiên đạo thư viện rồi lại nói tiếp. Cũng chưa đủ để cho nó hình thành thiên đạo thư tịch tương ứng, dù vậy, cũng khiến hắn mệt đến ngất ngư, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhìn thấy chỉ còn lại hàng cuối cùng, hắn nhất thời hưng phấn tới mức hai mắt tỏa sáng, nước mắt chảy ào ào. Cực khổ rồi nhiều ngày như vậy, rốt cục đã nhìn thấy phần cuối. Hả, đây là thư tịch liên quan tới độc. Đây là một loạt thư tịch liên quan tới việc dùng độc thế nào, chế độc, dùng độc, phân biệt độc và các loại hình khác nhau. Thế nhưng chỉ là cơ sở mà thôi, không tính là cao minh. chương 198, dẫn động phong vân 2. Lật xem, ngón tay xẹt qua, một trận tiếng rào rào vang rền, từng quyển từng quyển thư tịch được ấn vào trong đầu. Bên trong rất nhiều nghề nghiệp, có nghề nghiệp độc sư này, dựa theo uy lực của nó, tuyệt đối có thể xếp tới bên trên cửu lưu chỉ có điều tương tự như sát thủ vậy, chỉ có thể ẩn giấu ở nơi u ám, người ta không nhận ra, rất nhiều người đều không muốn đi chọn nó. Cho nên cuối cùng mới bị trở thành hạ cửu lưu. Đương nhiên Trương Huyền không muốn học làm độc sư, chỉ là nhìn qua cũng không sao, có thể đề phòng bị người ta hãm hại. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm tư phòng bị người khác. Sau một canh giờ, tất cả thư tịch liên quan tới độc đã được xem xong. Trở về ngủ một giấc cho tất cả thư tịch trong tàng thư khố vào đầu, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy mệt mỏi đè xuống, cả người như bị đào hết sinh lực, muốn tìm một chỗ rồi trực tiếp nằm xuống ngủ. Tuy rằng hắn đã đạt đến ích huyệt cảnh đỉnh phong, so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng liên tục 5 ngày 5 đêm, không nghỉ không ngủ, lại thêm tinh thần vận chuyển cao độ, dù có mạnh hơn thì cũng không kiên trì được. Chỉ là, tuy rằng mệt mỏi, nhưng cũng đáng giá. Thiên huyền vương quốc đã được thành lập không dưới ngàn năm, thư tịch được thu thập trong đó, tuy rằng chất lượng đều không cao, không tính là bí tịch gì cả. Thế nhưng lại bao dung mỗi một nghề nghiệp, hơn nữa còn có số lượng lớn. Tình huống như thế đối với những người khác mà nói, rất khó để phân biệt thật giả, xem càng nhiều thì càng hồ đồ, không cẩn thận còn có thể khiến cho tinh thần thác loạn. Nhưng đối với Trương Huyền nắm giữ thiên đạo thư viện, căn bản không tính là chuyện gì lớn cả. Chỉ cần hắn muốn, có thể hình thành thiên đạo thư tịch bất cứ lúc nào, hút tri thức chính xác nhất bên trong ra, hóa thành thứ thuộc về chính mình. Đi ra khỏi vương cung, nhìn mặt trời một chút, lúc này hắn mới kịp phản ứng, hắn đã ở lại trong tàng thư khố ròng rã năm ngày. Vẫn chưa thể nghỉ ngơi, cách thời thời điểm mua phá âm đan và máu cự tê thú đã gần 10 ngày, có lẽ đồ vật cũng đã đến. Đi trên đường đi, lúc này hắn mới nhớ tới mình không thể trực tiếp đi ngủ. Quãng thời gian này hắn vội vàng kiếm tiền, đọc sách, kỳ hạn 10 ngày gần như đã đến, có lẽ những dược liệu mà hắn nhờ Âu Dương hội trưởng mua đã sắp đến rồi. Trước tiên cứ về phủ đệ một chuyến, chỉ mong mấy ngày nay có người đến tìm, như vậy có thể thu thập thêm tiền. Suy nghĩ một chút, tiền trên người còn kém 200 vạn, cũng không thể do dự. Hắn tìm một chỗ không người, đổi y phục ngụy trang thành dáng vẻ Dương Huyền, lúc này hắn mới đi về phương hướng phủ đệ. Trương Liêu, Trương Mặc là phi tặc nổi tiếng trong Thiên Huyền Vương quốc, chuyên môn đánh cắp nhà giàu cướp của người giàu giúp người nghèo khó, được xem là phi tặc có nghĩa. Bởi vì thân pháp tinh xảo, thủ đoạn sạch sẽ cho nên nhiều năm qua chưa bao giờ thất thủ, thiên huyền vương quốc từng ra giá cao để treo giải thưởng bắt hai người. Thế nhưng điều buồn cười chính là, ngay cả tướng mạo của bọn họ cũng không biết. Phía trước là phủ đệ của Đỗ Kiều, tên này làm giàu bất nhân, làm nhiều việc ác, tuy rằng trước đó gặp phải đạo phỉ, chuyện làm ăn lớn gãy. Thế nhưng lạc đà gầy cũng hơn ngựa béo, đi trộm một bút cũng đủ tiêu tốn không ít ngày tháng. Trương Liêu cười hì hì, nhanh chân đi về phía trước. Hai người bọn họ bởi vì bị đuổi bắt gay gắt cho nên đã rời khỏi Thiên Huyền Vương thành nửa năm, sắp tới đã để ý tới tới trên người thương nhân Đỗ Kiều. Đúng vậy, chỉ là muốn làm tốt thì phải tìm hiểu hộ vệ và thói quen mới có thể động thủ. Trương Mặc im lặng gật gù. Hai người làm trộm, thế nhưng cũng không phải là nhìn thấy ai là đi trộm kẻ đó. Bình thường sẽ quan sát rất lâu, sau khi xác định rõ bố cục phòng ngự, tìm đúng nhược điểm, khi đó mới lại ra một đòn chắc chắn. Chính vì như thế, bọn họ đi trộm không dưới 50 lần, thế nhưng chưa bao giờ thất thủ. Chính là tòa phủ đệ phía trước, ta đã tới một lần. A. À, Trương Liêu nhanh chân đi về phía trước, đi qua một chỗ ngoặt, đang muốn chạy tới trước phủ đệ muốn trộm, cẩn thận quan sát, hắn lập tức sợ hết hồn. Sắc mặt Trương Mặc cũng tái nhợt, nhìn về phía trước mắt con mắt trợn trừng. Chỉ thấy trước cửa tòa phủ đệ này xếp thành đầy hàng dài, có mấy trăm người đứng ở phía trước. Nếu như chỉ là nhiều người thì cũng thôi, quan trọng nhất chính là cửa lớn phủ đệ đóng chặt, dường như căn bản không có dự định mở ra vậy. Mau nhìn, đó, không phải là bát tí thần long, lưu nguyên khải sao. Đột nhiên Trương Lưu nhận ra một người, sắc mặt hắn tái nhợt. Là hắn, bát tí thần long lưu nguyên khải, nhân vật tuyệt thế nổi tiếng bên trong các tán tu. Là cường giả vô thượng thông huyền cảnh hậu kỳ, bởi vì một lần vây bắt man thú bị thương cho nên mới biến mất ở trong tầm mắt mọi người, sao lại chạy đến nơi này rồi. Hơn nữa, còn đứng ở trước cửa. Toàn thân trương mặc cũng chấn động. Đó là, Long Nham thiết thủ phong tuấn, đệ nhất cao thủ hàn tuyết thành, một đôi thiết thủ đánh cho bia đá nứt vỡ. Dù có tiến vào vương cung, trầm truy bệ hạ cũng phải xưng hô ngang hàng, là tồn tại siêu cường tu vi càng đạt tới thông huyền cảnh trung kỳ, làm sao cũng tới đây. Xếp hàng, trác ưng thần nhãn đoàn cửu giang, thiết tật lê long hiên hải, bạch diện thư sinh, hồ hiếu bạch. Vốn tưởng rằng người xếp hàng bên ngoài đều là một ít người bình thường, thế nhưng sau khi cẩn thận nhìn lại về phía sau, toàn thân trương liêu run lên, suýt chút nữa đã bị hù chết tại chỗ. Những người này, mỗi một người đều là cao thủ nổi danh trong thiên huyền vương quốc, kém cỏi nhất cũng đều đạt đến thông huyền cảnh sơ kỳ mặc dù bọn họ có chút thủ đoạn nhưng nếu như gặp phải những người này e rằng muốn chạy cũng không chạy thoát sẽ bị đánh chết tại chỗ chỉ là cao thủ thực lực như vậy tất cả đều là người kiêu căng khó thuần coi trời bằng vung lúc trước trầm truy bệ hạ mời cũng không mời được mấy vị tới sao tất cả đều chạy tới nơi này đứng yên xếp hàng cơ chứ ta không nhìn nhầm đó chứ hai người trương liêu trương mặc nhìn nhau mỗi người đều liên tục nắm tóc mình sắp phát điên rồi nếu như những người này chỉ đứng yên xếp hàng thì cũng thôi đi quan trọng là mỗi người đều không dám thở mạnh chỉ lo đắc tội với người bên trong thậm chí bị người ta cự tuyệt ở bên ngoài ngay cả cửa cũng không dám gõ trời ạ à, trời xanh đất rộng ơi ai có thể nói cho ta biết là đám người kia điên rồi hay là ta đã điên rồi không đây không phải là phủ đệ của đỗ kiều hay sao một tên thương nhân nho nhỏ tại sao lại có thể có lực uy hiếp lớn như vậy chứ khiến cho một đám người như thế cam tâm tình nguyện đứng ở ngoài cửa, ngay một câu cũng không dám nhiều lời. chương 199, Lão ra trở về một. Giao giao, đang khiếp sợ tới mức dục tiên dục tử, vẻ mặt như phát điên thì lại thấy một lão giả đang nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người trước đó đều có vẻ cung kính, nhao nhao tránh ra một con đường. Đây là, nhân nghĩa cửu thiên, trương lão gia tử. Cô nén xúc động, Trương Liêu nuốt một ngụm nước bọt. Nghe nói Trương Lão Gia Tử đã hơn 90 tuổi, 30 năm trước đã đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, chuyện khiến cho mọi người tôn kính cũng không phải là tuổi tác của hắn lớn, thực lực cao, mà là. Hắn đã từng là giáo sư minh tinh của Hồng Thiên Học Viện, học trò giải khắp thiên hạ, cao thủ ở đây có gần một nửa đã từng được hắn dạy. Hắn tới nơi này làm gì cơ chứ? Miệng Trương mặc há hốc giống như vừa nhét vào một quả trứng gà vị trương lão gia tử này hơn 20 năm trước đã ít giao du với bên ngoài, không bước chân ra khỏi cửa. Cho dù là trầm truy bệ hạ gặp hắn cũng phải gọi một tiếng lão sư. Hắn chạy đến nơi đây làm gì chứ? Lẽ nào Đỗ Kiều đã chuyển nhượng phủ đệ cho hắn, những cao thủ này đến đây là để bái phỏng hắn? Chờ chút, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì hai người đã biết mình sai rồi, bởi vì vị trương lão gia tử này cũng đứng ở trước cửa phủ đệ, thái độ cung kính chờ đợi, không có một chút ý đồ vượt qua nào. ngay cả trương lão gia tử cũng phải chờ. trương liêu, trương mặc nhìn nhau, bờ môi run lên. trương lão gia tử tuy rằng đã ẩn thế nhiều năm, nhưng ở trong thiên huyền vương quốc này, ai mà không cho hắn mặt mũi cơ chứ? coi như hắn muốn đi vào vương cung thì bệ hạ cũng sẽ đích thân đón tiếp. bây giờ lại bị đứng ở bên ngoài cửa, không có một chút nôn nóng nào. đại ca, chúng ta còn đi trộm nữa không? qua nửa ngày. Trương Liêu không nhịn được nhìn về phía huynh trưởng mình. "Trộm, trộm muội muội ngươi a. À. Trước tiên không nói có thể đi vào hay không, coi như đi vào được, nhiều cao thủ canh giữ ở trước cửa như vậy, ta sợ. Còn không đi tới cửa thì đã bị đánh chết tươi." Trương Mặc run cầm cập, suýt chút nữa đã khóc ra thành tiếng. "Trời ạ, à, trộm thế nào đây? Trước tiên không nói tới những cao thủ thông huyền cảnh này, coi như là tùy tùng bọn họ thì cũng có thể đập bọn họ thành bánh thịt." Rốt cuộc tòa phủ đệ này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều cao thủ tới bái phỏng như vậy chứ? Bất kể là ai, có sức hiệu triệu lớn như vậy, lẽ nào Vương Thất cũng mặc kệ hay sao? Đột nhiên, Trương Liêu nhớ tới cái gì đó, không nhịn được nói. Trương Mặc cũng sừng sốt. Ở bên giường, há có thể để cho người khác ngủ ngáy? Mặc kệ tên này là ai, một lần hiệu triệu nhiều cao thủ xuất hiện như vậy, không nói tới mỗi người đều mạnh, quan trọng nhất chính là cam tâm thủ hộ ở bên ngoài ngay cả cửa cũng không dám gõ loại lực lượng này coi như trầm truy bệ hạ cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ a à. ao 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 trong lúc còn đang nghi ngờ thì một chiếc xe ngựa màu vàng đi tới trước mắt là trầm truy bệ hạ hắn đến rồi xem ra có trò hay để nhìn rồi nhìn thấy xe ngựa cùng với bóng người từ phía trên đi xuống hai người trương liêu đồng thời run lên thực sự là nói tới ai người đó tới trầm truy bệ hạ đích thân tới nhất định là do cũng cảm thấy áp lực, định tới đây để dò hỏi. Tuy rằng những cao thủ này đông đảo, thế nhưng đối mặt với một vương quốc, vẫn không có đủ lực nha. Huống chi đồn rằng thực lực lão tổ của thiên huyền vương quốc đã đạt đến nửa bước tông sư, chấn áp các quốc gia khác xung quanh không dám làm bừa. Cho nên tuy rằng đám người kia lợi hại, đối mặt với loại cường giả siêu cấp này vẫn không có một chút biện pháp nào cả. Bệ hạ, người đã đến rồi. Xin chào bệ hạ. Bệ hạ hôm nay tới sớm, vị trí của người ta đã chiếm giúp người rồi, mau tới đi thôi. Ngay khi hai huynh đệ Trương Liêu, Trương mặc tưởng là rằng là lúc đại chiến bùng nổ thì đã thấy rất nhiều cao thủ đứng ở trước cửa, mỗi người đều tươi cười rạng rỡ tiến lên chào hỏi. Tiếp theo, lập tức nhìn thấy trầm truy bệ hạ cũng tìm một nơi rồi đứng ở trong đám người, vẻ mặt cung kính thủ hộ ở bên ngoài. Cái gì? Thân thể hai huynh đệ thần trộm đồng thời run rẩy một cái ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Đường đường là bệ hạ của thiên huyền vương quốc mà cũng gia nhập đoàn người, đứng ở bên ngoài chờ. Ai có thể nói cho ta biết, bên trong tòa phủ đệ này, rốt cuộc là ai ở hay không? chương 200, lão ra trở về, hai. Xoàn xoạt, khiếp sợ còn không kết thúc thì lại có một chiếc xe ngựa ngừng lại, ba vị lão giả đi tới bên này. Ba người này ăn mặc y phục giống nhau, trên ngực có thêu một chấm nhỏ lóng lánh tỏa sáng. Đây là trang phục của danh sư, danh sư Nhất Tinh, ba vị danh sư Nhất Tinh. Trương Mặc đã nhận ra được, nắm đấm tức thì siết chặt. Ta biết, nhất định là ba vị danh sư này muốn giảng bài, cho nên những người này đến đây nghe giảng. Trương Liêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhất định là như vậy, cũng chỉ có danh sư mới có sức hiệu triệu mạnh mẽ như vậy, không cần mở miệng mà đã có thể làm cho nhiều cao thủ như vậy đến đây thậm chí ngay cả Trầm Truy Bệ Hạ cũng đích thân tới. Xin chào lưu sư. Trang sư, nhiều năm không gặp, phong thái của ngươi vẫn như cũ nha. Lần trước bái kiến Trịnh sư là 7 năm trước, không nghĩ tới ngươi lại đến Thiên Huyền Thành. Ba vị danh sư vừa xuống xe ngựa đã lập tức dẫn tới náo động, mọi người kiêu căng khó thuần trước đó nhao nhao tiến lên chào hỏi. Ba vị đứng ở phía trước ta đi. Vốn tưởng rằng ba vị này sẽ mở cửa lớn ra bắt chuyện với mọi người rồi đi vào. Thế nhưng hai người lập tức nhìn thấy Trầm Truy Bệ Hạ nhường vị trí của mình, Tam sư cũng ngừng lại, yên tĩnh đứng ở bên ngoài, không nhúc nhích, cùng chờ đợi giống như mọi người. Trời. Trương Liêu, Trương Mặc lần nữa tan vỡ. Cao thủ thông huyền cảnh, lão gia tử đức cao vọng trọng, quốc vương bệ hạ, thậm chí ngay cả danh sư cũng đứng ở trước cửa. Sốt cuộc tòa phủ đệ này là ai đang ở? Nực cười mới vừa rồi hai người bọn họ còn đang nghĩ xem nên đi trộm thế nào. Phúc, may mà không có động thủ, bằng không có lẽ hiện tại đã sớm mất mạng rồi. Kéo kẹt, trong khi đang chấn động run lẩy bẩy thì đã thấy cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, một tên béo đi ra. Chuyện này, đây không phải là mập mạp tôn cường thuê cửa hàng thiên vũ hay sao? Trương Lưu lập tức nhận ra được, trộm cắp nhiều năm ở trong thiên huyền thành, lăn lộn chung quanh một chút cho nên không ít người tam giáo cửu lưu hắn cũng có thể nhận ra được không nói so với trầm truy bệ hạ coi như so với bọn họ thì tên mập mạp trước mắt cũng được coi là kẻ ở đều tầng thấp nhất dưới xã hội hắn lại có thể ở trong phủ đệ này khiến cho nhiều cường giả cao thủ như vậy chờ sao tôn quản gia không biết ngày hôm nay dương sư có trở về hay không trương lão gia tử bước lên phía trước ôm quyền nói thực sự ngại quá lão gia còn chưa có trở lại mời chư vị trở về đi nếu như lão gia trở về ta sẽ phái người thông báo cho các vị nhìn thấy trước mắt là một mảnh đông nghịt khóe miệng tôn cường co giật một lần vội nói nương theo tin tức càng truyền càng xa người đến đây càng ngày càng nhiều từ lúc bắt đầu khiếp sợ cho đến hiện tại hắn cũng đã mất cảm giác đó rồi đương nhiên chuyện khiến cho tôn cường càng thêm mất cảm giác chính là vị lão gia này nhà mình dường như đã bốc hơi ra khỏi thế gian vậy dù thế nào cũng không tìm được. Nếu như không tìm được nữa, hắn rất sợ những người trước cửa này sẽ trở nên nóng nảy. Nếu là như vậy, e rằng hắn cũng không cần phải sống nữa. Cả ngày đối mặt với nhiều cường giả như vậy, nếu không phải do tố chất tâm lý của tốt, nhất định đã không kiên trì được từ lâu rồi. Chuyện này còn chưa có trở lại, chỉ là cũng không quan trọng lắm, chúng ta có thể chờ ở chỗ này. Nghe thấy Dương sư còn chưa trở lại, mọi người không nhịn được có chút thất vọng. Hay là mọi người đừng đợi nữa. Tôn Cường chỉ lo gặp phải sự cố, hắn đang muốn tiếp tục khuyên can thì đột nhiên nhảy lên, nước mắt trào ra, nhào về một phía. Lão ra. Đây là, có chuyện gì xảy ra? Chậm rãi trở lại cửa phủ đệ, Trương Huyền nhìn thấy trước mắt xếp hàng thành hàng dài, vẻ mặt ngây ngốc. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 200.